có kiến thức một cách tốt nhất thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải gì? Học một cách nghiêm túc nhất. Mà nghiêm túc nhất ở đây thì có nghĩa là chúng ta phải gì ạ? Bật camera và luôn có mặt trước màn hình. Và không phải luôn có mặt trước màn hình là chỉ để ngồi nghe đâu ạ. Mà chúng ta phải làm gì? Ngồi ghi chép hẳn hoi, học như học tập trên lớp thì mới ra kết quả được. Được chưa ạ? Thế còn nếu như mà chúng ta thì ạ, ngồi nghe thôi thì lại ra kết quả như cũ. Được chưa ạ? Hôm nay lớp buổi chiều, tức là những lớp mà cô có thu phí ấy, là các bạn ấy học được một tháng, tức là tuần học hai buổi. Và buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu là cô cho đến cái phần gọi là gần gần đến hết phần mất gốc rồi. Các bạn mới thấy rằng là wow, nếu không học cô thì em 10 năm sau em vẫn mất gốc. Thế này mới gọi là mất gốc chứ. Bởi vì cô đã dạy đến gần, tức là còn một phần nữa thôi là cô hết phần mất gốc rồi. Thì các bạn có thể giao tiếp thành thạo ở cấp độ câu. Mới có hơn một tháng đấy. Mới có một tháng của lớp buổi chiều nay là cô dạy tuần 2 buổi, thứ năm và chủ nhật. Thế nên là lớp chúng ta, nếu như thực sự các bạn làm theo đúng những gì cô hướng dẫn thì kết quả sẽ đi cực nhanh. Sẽ chưa bao giờ các bạn sẽ thấy được kết quả như vậy. Được chưa? Ban đầu thì cô sẽ dạy rất chậm, đi rất từ từ, từng bước một. Các bạn sẽ thấy rằng là ôi sao cô dạy dễ thế. Được chưa? Nhưng mà dần dần đến tầm khoảng buổi thứ hai, thứ ba bắt đầu gì ạ? Khó dần và khó dần. Được chưa? Nhưng tuy nhiên là nó sẽ có ở mức độ vừa phải, chúng ta đều theo được hết. Lớp này là lớp dành tiếng Anh dành cho 10 mất gốc. Vì vậy nên là cô sẽ coi như là sẽ dạy lại từ đầu. Nhưng tuy nhiên, một hai buổi đầu rất dễ. Nhưng buổi thứ ba, buổi thứ tư trở đi thì kiến thức bắt đầu là gì ạ? Cực căng. Được chưa ạ? Thế nên là gì ạ? Cô cứ dạy theo guồng những gì mà cô đã từng dạy cho 16-17 nghìn người thoát khỏi mất gốc tiếng Anh rồi. Được chưa ạ? Vì thế nên là gì ạ? Các bạn đã theo cô có nghĩa là các bạn này có niềm tin tuyệt đối. Niềm tin hoàn toàn. Để chúng ta gì ạ? Cùng nhau đi với nhau. Được chưa ạ? Ok. Còn nếu như mà chúng ta vẫn gì ạ? Giữ cách học cũ, theo cách học cũ. Thì đương nhiên là gì ạ? Vài năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm là chuyện bình thường. Vẫn mãi mãi vẫn không hiểu tiếng Anh là cái gì mà thấy tiếng Anh lúc nào cũng khó thế. Đúng không ạ? Rồi. Thế nên là cách thức phương pháp của cô dạy các bạn cũng đã biết rồi, trải qua mấy buổi phát âm là cũng đã biết rồi đúng không ạ? Cô dạy không giống ai đâu. Được chưa ạ? Sẽ không giống ai đâu, cách thức cô dẫn không giống ai cả. Nên là cô mới bảo rằng là gì ạ? Những cái lớp mà buổi chiều ngày hôm nay ấy thì có mấy thứ đó là gì ạ? Có ba cái buổi mà cô bảo là gì ạ? Ba phần. Thứ nhất là phần gì ạ? Danh từ là một. Thứ hai đó là phần gì ạ? Trạng từ là hai. Phần thứ ba đó là phần gì ạ? Đáp lại question, ba cái phần quan trọng nhất của phần mất gốc. Quyết định cái thành công của mất gốc hay không thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Không tra được ở đâu trên mạng. Các bạn sẽ không thể tra được đâu trên mạng. Không có video mà cũng không có cái gì ở trên mạng cả. Chỉ có học trực tiếp cô mới có thôi. Và chỉ có cô mới gì ạ? Ra được một cái phương pháp mà nó gì ạ? Không giống ai như vậy, nhưng không giống ai như thế, nhưng mục tiêu cuối cùng chúng ta vẫn là gì? Mục tiêu cô vẫn hướng tới cuối cùng là chúng ta nghe được và nói được, viết được. Thế là được cái gì? Đúng không? Cô dạy cách nào đấy là tùy cách của cô. Thế nhưng miễn làm sao gì ạ? Chúng ta đi tới đích. Cùng nhau đi tới đích là được đúng không? Cần gì phải xem cách cô dạy như thế nào. Nhưng mà đã tin tưởng cô dẫn các bạn đến đích thì các bạn cứ gì? Tin tưởng tuyệt đối theo những gì cô dẫn. Được chưa? Giống như phát âm cũng vậy đúng không ạ? Cô dạy cũng không giống ai cả. Đúng không? Nhưng mục tiêu tới đích của chúng ta chính là gì? Phát âm chuẩn giọng của anh và anh Mỹ. Thế là được cái gì? Đúng không? Ok. Một mất gốc này của chúng ta cũng như thế thôi. Được chưa? Ok. Vậy thì bây giờ buổi đầu tiên thì ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ với lớp mình. Cô vẫn đang để toàn màn hình để nhìn tất cả các thành viên của lớp đấy ạ. Cô đang nhìn tất cả các thành viên của lớp, cô đang lướt hết tất cả luôn đấy ạ. Tí nữa thì cô mới soi một mình màn hình của cô. Còn bây giờ là đang lướt qua tất cả để xem mặt những thành viên háo hức học thế nào để có cảm xúc dậy. Tại vì cô dạy thường là nó sẽ theo cảm xúc mà. Khi mà thấy học sinh mình vui vẻ, hớn hở, mong muốn, ao ước, khát khao thì tự nhiên là gì ạ? Cảm xúc lên dạt dào. Dạy càng hay. Thế nên là gì ạ? Đang phần đầu tiên đang lấy cảm hứng, đang lấy cảm xúc. Nên là đang review xem lại hết tất cả các khuôn mặt đang xuất hiện trên màn hình ạ.
Nên là cô rất thích là các bạn học là các bạn cứ bật hết camera lên. Ít nhất là sau này ra ngoài có khi cô nhìn ra cô còn nhận ra các bạn, đúng không? Chứ không thì ra học trò toàn nhận được cô chả biết là ai cả. Rồi. Nhiều ok. Lúc ấy... Ừ, bạn nào nói đi ạ. Bạn bạn nào đang định nói ạ? Rồi, ok, chắc là không nói nữa rồi. Rồi, buổi đầu tiên chúng ta bao giờ cũng vậy. Cô sẽ chia sẻ phương pháp cho chúng ta. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ cần phải biết phương pháp chúng ta theo là gì. Được chưa ạ? Ok. Mặc dù các bạn biết chắc là gì ạ? Mục đích cuối cùng là cô dẫn các bạn đến đích, được chưa? Thế nhưng mà gì ạ? Chúng ta vẫn phải biết chắc là phương pháp chúng ta theo là gì. Được chưa ạ? Để chúng ta biết rõ cái định hướng cho đi làm sao cho nó tốt nhất. Ok. Ờ, trong lớp mình sẽ có những bạn mà chưa học tiếng Anh bao giờ. Thế có bạn chưa học tiếng Anh bao giờ. Vẫn theo được nhá. Không phải không theo được, nhưng đương nhiên chăm chỉ hơn một chút. Được chưa? Chăm chỉ hơn một chút. Bởi vì tất cả những bạn mà mất gốc hoàn toàn mà gần như chưa có tí nào tiếng Anh ấy, thì sau một buổi này xong thì là xin cô lại cái video. Và nếu như chỗ nào không hiểu, chỗ nào chưa cảm thấy chưa ổn thì cô sẽ gửi lại cái video đó cho. Được chưa? Để chúng ta học lại và xem lại. Được chưa? Thích lướt thế nào lướt, thích tua thế nào thì tua, tua. Được chưa? Chỗ nào chưa hiểu thì tua nó lại cho xem, cho nó thoải mái. Được chưa? Nên là, mà cô nói luôn rồi, trình độ mất gốc ấy, mà các bạn nói đúng là nếu các bạn không tham gia cùng với lớp với cô thì khó để các bạn vượt qua được. Thế cô chỉ nói một câu là như vậy là được rồi. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp ạ. Phương pháp của chúng ta sẽ theo phương pháp đó là practical learning. Đó là học đến đâu, hành đến đấy. Vậy practical learning là gì? Chúng ta sẽ học theo hình thức như sau. Chúng ta sẽ học theo hình thức như sau. Cô sẽ chia sẻ cái màn hình lên để cho các bạn nhìn cho nó dễ. Có nên chia sẻ màn hình không nhỉ? Chia sẻ đi cô. Được rồi, để chờ cô một tí. Đây, đó, thấy rồi. Rồi. Thứ nhất, vấn đề của chúng ta học tiếng Anh ấy, mục tiêu là chúng ta cuối cùng để làm gì ạ? Nghe được và nói được, đúng không ạ? Mục tiêu là đầu tiên là nghe được và nói được đã, đúng chưa? Thứ hai là chúng ta cũng phải biết được chứ, đúng không ạ? Ít nhất phải biết được cơ bản, được chưa? Vậy mục tiêu thứ hai của chúng ta, thứ yếu thứ hai của chúng ta chính là viết được cơ bản, ít nhất viết được cơ bản, được chưa? Ok. Vậy đấy là gì ạ? Mục tiêu chúng ta hướng tới, mục tiêu chúng ta phải làm được, đúng không ạ? Vậy từ tư duy đấy, các bạn cho cô biết để nghe được và nói được chúng ta cần có yếu tố gì? Chúng ta cần có cái gì? Cần có cái gì thưa các bạn? Luyện thường xuyên cô ạ. Đương nhiên là sẽ thường xuyên rồi, nhưng cái cần nữa là cần gì ạ? Thứ nhất bạn vừa có mặt, bạn vừa nói đó là gì? Vốn từ. Ok, chính xác. Cần gì nữa không? Phát âm chuẩn ạ. Phát âm chuẩn, ok. Cần gì nữa không? Chuyển gì nữa không? Hả? Phương pháp. Chính xác. Biệt được nguyên âm và okay. Cụ âm. Rồi, phát âm chung. Gọi chung là phát âm. Gì nữa ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn như sau. Đây. Ví dụ chúng ta muốn xây một ngôi nhà, đúng không ạ? Một ngôi nhà như thế nào cô chả biết vẽ cái ngôi nhà đâu. Từ trước giờ là cô không biết vẽ nhá. Cô vẽ cái này. Được chưa? Đây nó như là một ngôi nhà, được chưa? Để mẹ dạy. Đây là một ngôi nhà của mình nhá. Thứ nhất, để xây được một ngôi nhà chúng ta cần cái gì? Cần gì ạ? Móng. Yếu tố quan trọng nhất. Cần móng. Vật liệu. Nguyên vật liệu. Ừ, vật liệu quan trọng nhất là gì? Vôi, gạch, sàn cát. Cô viết bằng tay, cô viết bằng tay, cái mút của cô nó mất nó xấu nha. Chịu khó nhìn tí. Cô vẽ tay đấy. Gạch, gạch xong rồi có một đống gạch thành một nhà chưa? Một đống gạch thành nhà chưa? Chưa. Có một đống gạch thành nhà chưa? Chưa. Đúng rồi, lát thôi. Thế cần cái gì nữa? Cát, xi măng. Nước. Cát, xi măng, nước là thành vữa. Đúng không? Là nhà thành vữa. Đúng không? Thế bây giờ có một đống gạch. Người xây dựng. Người xây dựng thì đương nhiên rồi, chắc chắn là có người xây dựng bây giờ rồi, nhưng mà cô đang nói là vật liệu ấy để làm một ngôi nhà, đúng không? Thế bây giờ
có gạch này, có vữa này, được chưa? Nhưng gạch cái vữa mà cứ để đấy thì có thành nhà được không? Không. Gạch với vữa phải làm gì? Xây lên với nhau. Gạch với vữa phải chát vào nhau đúng không? Kết hợp lại đúng không? Đúng không? Phải xây vào nhau đúng không? Ồ, nó cứ bị làm sao, nó bị kéo lung tung cả, viết nó xấu. Phải xây vào nhau đúng không? Vữa và gạch nó phải chát chít vào nhau, nó xây lên thành cái tường đúng không? Được chưa? Đúng không ạ? Đúng ạ. Bắt đầu mới thành cái nhà được đúng không? Rồi, ok. Vậy thì việc học tiếng Anh của chúng ta cũng tương tự như vậy. Xóa cái này đi, vẽ cho đẹp. Và học tiếng Anh của chúng ta là gì ạ? Để nghe được. Cái tay nó xấu nha. Nghe được và nói được. Nó cứ bị kéo cái dây gì rồi ta. Nói được đúng không? Chúng ta cần cái gì? Bạn vừa trả lời. Từ vựng. Đúng không? Bốn từ vựng. Một đống từ vựng đấy đã nói được chưa? Chưa. Nó giống như đống gạch của chúng ta ấy, khác gì đâu. Cách đọc. Nó giống như đống gạch của chúng ta. Đây, mục tiêu nghe nói. Mục tiêu nghe nói của chúng ta chính là ngôi nhà, được chưa? Từ vựng chính là gạch, đúng chưa? Cách sắp xếp. Đúng hết thành chưa? Chưa, đúng không? Sắp xếp. Bây giờ cần cái gì? Cần cái gì để sắp xếp? Cần đến ngữ pháp. Cần đến ngữ pháp. Ngữ pháp. Đúng không? Ngữ pháp chính là bằng vôi mới vữa chúng ta đấy. Vữa chúng ta đấy. Câu. Đúng không? Thế bây giờ là cái đống ngữ pháp với cái đống từ vựng để đấy đã thành câu, đã thành câu để nghe nói chưa? Chưa. Đúng rồi. Làm gì? Phát âm. Từ từ đang nói phát âm, cô đang nói cái chỗ này đã. Tí nữa phát âm cô sẽ nói sau. Phát âm nó ở chỗ nào tí cô sẽ nói. Rồi cái chỗ vữa và chỗ gạch này phải làm gì thì nó mới nói được đây. Lúc lấy cái chỗ gạch với chỗ vữa đúng không? Thì phải xây vào nhau đúng không? Thành tường thì mới thành nhà đúng không? Vậy bây giờ cái từ vựng và cái ngữ pháp phải làm thế nào? Phải làm thế nào để chúng ta nói được và nghe được đây? Structure. Để chúng ta gì? Structure. Phải thành câu. Phải thành câu. Ghép thành câu. Thành câu thì mới nói được. Đúng không? Ghép thành câu. Kết hợp sắp xếp câu. Rồi, ghép thành câu. Hôm nào phải nhờ các bạn nào đi mua cho cô cái bút cái. Không, bút đấy không biết được. Không biết nó xấu quá. Được chưa? Xe cái slide lên các bạn sẽ khó hiểu. Nên thôi cô viết tay cho nó dễ. Được chưa? Ghép thành câu được chưa? Thì câu này đã giao tiếp được chưa? Ghép thành câu đã giao tiếp được chưa? Giao tiếp được chưa? Phải phát âm một chút rồi ạ. Phải phát âm nữa. Phát âm chuẩn thì mới nói được. Từ từ, phát âm chưa? Phát âm tí nữa, tại chỗ nào, nó ở chỗ nào tí cô sẽ cho bạn biết là nó ở chỗ nào. Được chưa ạ? Ghép câu này các bạn lưu ý này. Lúc này các bạn ghép được câu ấy thì nó còn cả một bước cả một quá trình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Được chưa? Cái bước ghép câu này nó không phải đơn giản đâu ạ. Là thứ nhất, giống như người thợ xây ấy. Thợ xây nó sẽ gì ạ? Xây gạch vữa vào nhau đúng không? Nó chát chít vào nhau đúng không? Thì nó sẽ hướng dẫn mình. Thì cái bước đặt câu này nó sẽ có bước thứ nhất, bước 1. Là giống như là giáo viên sẽ hướng bạn dẫn bạn nhá. Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cách là để ghép từ vựng và ghép ngữ pháp thành câu, được chưa? Giống như là cái bước 1 của bạn ấy là gì? Thợ xây cũng hướng dẫn bạn xây nhà. Ghép từ vựng và ghép gạch vào nhau. Không, xây. Không giải thích nữa. Bây giờ Mai bảo mình lắp sang cái máy của ông chưa? Rồi, nhà nào đang nói chuyện tắt đi ạ. Rồi, tiếp theo. Khi giáo viên giúp bạn biết cách ghép câu rồi thì bản thân bạn phải biết gì? Bước số 2 này. Bản thân bạn phải biết gì? Tự ghép câu, được chưa? Bạn tự ghép câu được rồi thì bạn đã giao tiếp được chưa? Nền tảng thôi, nó chỉ là nền tảng cho bạn giao tiếp tốt thôi. Còn chưa giao tiếp được ngay đâu. Bạn phải đến bước gì nữa hả? Bạn phải bước đến bước thực hành, speak ra, được chưa? Viết được rồi, ghép được rồi, nhưng mà gì ạ? Không nói thì có thành nói được không? Phải thực hành, phải speak nó ra thì mới nói được, đúng không? Được chưa ạ? Thế nói được rồi đã nghe được chưa? Nói được chưa chắc đã nghe được đâu nhá. Được chưa ạ? Muốn nghe được thì lại phải gì? Nói chuông. Muốn nghe được phải làm gì? Được. Đầu tiên chúng ta phải có phương pháp nghe. Phương pháp nghe cộng với liên quan đến việc nghe thì nó liên quan một yếu tố nữa, đó là phát âm. Được chưa? Và muốn nói được thì nó phải gì? Phải ghép được câu. Muốn nói được, speak được, nói được thì chúng ta phải có gì?
phải biết ghép câu cộng với gì? Phát âm. Được chưa? Đấy, phát âm nó nằm ở chỗ đấy đấy các bạn ơi. Phát âm nó nằm ở chỗ đấy à. Được chưa? Vậy đố bạn biết tại sao chúng ta phải học theo cách này. Từ xưa giờ các bạn học tiếng Anh bằng cách nào? Các bạn học cách là có bao giờ tự làm, tự xây đặt câu không? Đặt câu không? Các bạn học thuộc không? Này. Học thuộc. Đúng không? Các bạn học bằng cách là học thuộc. Đúng không? Yes. Rồi gì nữa? Yes. Gì nữa? Nhà nào đang ồn thì chúng ta tắt mic nha. Chúng ta bật lên, chúng ta trả lời một cái là chúng ta tắt ngay lúc mic đi ạ. Được chưa? Bật lên trả lời xong là tắt mic ngay. Ngày xưa chúng ta học thuộc câu rồi chúng ta tiếp bên gì nữa hả? Chúng ta học để chúng ta gì? Học ngữ pháp để thi. Đúng không? Chúng ta học để thi. Đúng không ạ? Còn gì nữa? Để phát triển bản thân. Học để phát triển thân. Mục tiêu của chúng ta ấy ạ. Mục tiêu chúng ta học ấy ạ. Dạ, để giao tiếp với người ta cho, để người ta hiểu mình hơn á cô. Ô, trước đây chúng ta học theo cách nào? Phương pháp các bạn học ấy. Phương pháp các bạn học. Thường các bạn học thuộc câu để giao tiếp này, đúng không? Phương pháp bạn đang làm ấy. Học thuộc câu để giao tiếp, đúng không ạ? Vậy nếu học thuộc câu để giao tiếp này thì cái lợi ích của bạn là gì? Lợi ích bạn học nó nhanh. Có câu xài ngay, đúng không? Nhanh, nhưng mà nó là học bồi. Nhanh thì chỉ nhanh ban đầu thôi. Nhanh ban đầu thôi, đúng không ạ? Nhưng sau đó thì ạ? Thì đi rất chậm. Được chưa? Bạn đã học theo cách như thế đấy ạ. Và học để thi cho nó qua. Được chưa? Các bạn đang học theo cách đấy. Vậy bây giờ cô muốn các bạn là gì ạ? Các bạn có muốn nói được câu theo ý muốn của mình không? Không phải học thuộc, không phải nhìn giáo trình, không phải nhìn cái gì cả. Mà các bạn muốn là gì ạ? Độc lập hoàn toàn. Muốn nói gì, mình có thể xài được. Mình có thể nói được. Đúng không ạ? Bạn nào không vào Zoom thì cô đang live stream cho các bạn xem rồi ạ. Đúng không ạ? Vậy cách cô đang dạy cho các bạn không phải là cách học thuộc. Không phải học để thi à. Đương nhiên là gì, các bạn học một thời gian với cô rồi thì thi được cái bài, mấy bài thi trên trường thì là mũi với các bạn rồi. Được chưa? Bởi vì các bạn đã nắm được tận gốc tận cùng của tiếng Anh rồi thì có cái gì mà các bạn không làm được thi. Được chưa? Nhưng mà nó không phải thời gian đầu mà một thời gian nữa. Được chưa? Nó phải đi từ từ. Được chưa? Cách cô dạy cho các bạn để các bạn gì ạ? Tự nghe được và nói được theo ý muốn của mình. Được chưa? Đấy là mục tiêu. Ok. Vậy thì quay trở lại phương pháp. Cô sẽ share cái phần màn hình đây cho các bạn. Đây là phương pháp. Đây ạ. Mỗi một buổi của chúng ta sẽ học theo chủ đề, sẽ học theo nội dung như sau này. Học theo, mỗi buổi chúng ta sẽ học theo gì ạ? Topic. Được chưa? Sao lại Kiều Thu lại muốn kiểm soát mình của cô là thế nào? Ấn lung tung gì đấy? Rồi. Mỗi một chủ đề chúng ta sẽ, mỗi một buổi chúng ta sẽ học theo một chủ đề. Được chưa? Và mỗi một chủ đề chúng ta sẽ đi theo từng bước một như xây một ngôi nhà. Được chưa? Đầu tiên chúng ta phải có từ vựng đã. Bởi vì với lớp của mình thì từ vựng đang chưa có hoặc là có tí. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi theo bước thứ nhất là từ vựng. Bước thứ hai chúng ta sẽ đi theo học là ngữ pháp. Được chưa? Ok. Nhưng ngữ pháp cô sẽ không dạy theo các bạn như ở trên trường đâu. Ngữ pháp mỗi hôm sẽ học một chủ đề thôi. Và sẽ không dạy theo để các bạn gì ạ? Để làm bài thi đâu. Mà ngữ pháp dưới dạng thực hành. Phải hành được. Được chưa ạ? Còn từ vựng thì các bạn học như thế nào đây? Từ vựng các bạn sẽ cần phải đảm bảo cho cô được 3 yếu tố. Thứ nhất, đọc chuẩn phát âm là yếu tố chắc rồi. Chúng ta đang học phát âm rồi. Được chưa? Nên không phải lo cái phần đấy nhá. Được chưa? Thứ hai, chúng ta cần phải biết gì ạ? Nghĩa, đương nhiên phải biết, học từ vựng biết nghĩa. Đúng không ạ? Yếu tố thứ ba rất quan trọng, xong học từ. Các bạn cũng muốn đặt được bất kể một câu nào, nói bất kể câu nào theo ý muốn của mình hay không, đó chính là nó quyết định ở yếu tố chính là loại từ. Nhưng thường người Việt Nam mình dạy thì ít để ý đến loại từ lắm. Được chưa? Loại từ yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy nên khi cô dạy từ vựng, luôn luôn cô nói cho các bạn biết loại từ. Bởi vì sao cần đến loại từ? Cô chỉ nói như này. Một câu trong tiếng Anh bao giờ cũng gì ạ? Có ít nhất một trong bốn loại từ các bạn là tính hoặc danh hoặc động hoặc trạng, nó sẽ xuất hiện trong từ, trong câu. Nhưng nếu như
bạn gì ạ? Không biết nhận diện. Loại từ đấy là từ gì? Bạn đặt lung tung ở trong câu thì lúc đấy còn thành là câu nữa không ạ? Sẽ không còn là câu nữa. Ít nhất bạn phải biết được bốn loại từ này. Loại từ này là tính từ hay danh từ hay động từ hay trạng từ, và nó đặt ở chỗ nào trong câu. Biết được nó đặt vào chỗ đấy rồi thì chúng ta mới có thể gì ạ? Chắc chắn rằng câu chúng ta đang là thành lập là câu hoàn chỉnh, chứ không phải là từ đứng cạnh từ. Nếu chúng ta không biết quy luật của bốn loại từ tính danh động trạng này thì có nghĩa là chúng ta sẽ đặt câu theo kiểu từ đứng cạnh từ, chứ không phải một câu. Bạn nghĩ nó là một câu nhưng thực chất hai từ đứng cạnh nhau chả liên quan đến nhau, không có mối quan hệ gì với nhau cả. Giống như hôm nay cô dạy phần trạng từ xong, thế cô bảo các bạn là đặt cho cô câu này: cô ta lười một cách khủng khiếp. Cô ta lười một cách khủng khiếp. Thế này các bạn đặt câu là gì ạ? Các bạn đặt câu là she is terrible lazy. Nếu bạn đặt như thế, tưởng là cấu trúc đúng, nhưng thực chất là gì ạ? Từ đứng cạnh từ chả liên quan gì nhau trong câu này. Đấy, chuẩn từ thì lúc đấy chúng ta phải dùng gì ạ? Trạng từ đằng trước thì nó mới là gì ạ? Chuẩn, bởi vì lúc đấy chúng ta đang cần một trạng từ đằng trước. Và phải chuyển thành gì? She terribly lazy. Được chưa ạ? Ok. Vì vậy, yếu tố loại từ vô cùng quan trọng trong trường mất gốc tiếng Anh. Được chưa ạ? Vì vậy mỗi khi dạy phần từ vựng, cô luôn luôn cho các bạn biết là loại từ và nhấn mạnh cho các bạn phần này. Khi bạn nắm được phần này rồi thì đây là keyword để các bạn gì? Đặt câu theo ý muốn của mình. Được chưa ạ? Sau khi có lượng từ vựng và có lượng ngữ pháp rồi thì chúng ta chuyển sang bước 3 là bước xây nhà. Đúng không? Xây nhà của bước 3 này là cô sẽ hướng dẫn các bạn. Cô giống như là một thợ xây sẽ hướng dẫn các bạn xây câu. Được chưa? Xây thành câu. Được chưa ạ? Khi các bạn nhìn, các bạn quan sát thấy là xây kiểu này gì, xây như thế này gì. À đấy, em biết rồi, được rồi, đấy là ok rồi. Thì bắt đầu mới chuyển sang bước 4. Được chưa? Nhưng lưu ý, xây câu thì sẽ sử dụng từ vựng và chỉ sử dụng từ vựng và bước và ngữ pháp của bước 1 và bước 2 để xây câu thôi. Không dùng bên ngoài, không dùng những thằng khác, chỉ dùng những nguyên liệu mình đã có và mình đã gì ạ? Đã chuẩn bị thôi, hiểu chưa ạ? Thì mình mới thành được. Vì sao lại như thế? Tí nữa cô giải thích. Không được sử dụng bên ngoài, chỉ sử dụng những gì mình đã học ở bước 1 và bước 2 để xây, được chưa? Sau đó chuyển sang bước số 4. Khi các bạn đã quan sát cô xây câu, hiểu rồi, được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải là người gì? Bắt tay vào mà xây, đúng không ạ? Hiểu rồi thì bây giờ phải xây đi, đúng không ạ? Khi các bạn nhìn quan sát một người thợ xây nhà ấy, đúng không? Thấy được rồi, tao vào tao làm, tao làm, đúng không ạ? Đây, bây giờ cũng cầm chát chít, đúng không? Chát chít ban đầu bao giờ nó cũng ngượng nghịu một tí, đúng không? Chắc chắn nó chưa quen ngay được, đúng không ạ? Thế nhưng mà không sao cả, được chưa ạ? Không sao cả, ok? Ban đầu hơi ngượng tí, sau làm một tí nó quen ngay mà. Nó quen rồi thì lại nhoáy, lại giống cô, được chưa? Lại giống người thợ xây. Rồi, bước này các bạn phải làm được. Bước này là bước vô cùng quan trọng, các bạn phải làm được. Không làm được bước này thì đương nhiên mất hết rồi. Quan sát người khác làm được, gật đấy, nhưng chả làm thì làm được, làm sao làm được, đúng không? Rồi, xong bước đặt câu rồi, cô đã nói rồi. Đặt câu được thì đã giao tiếp được chưa? Chưa, đấy mới chỉ là mặt viết thôi, viết chữ thôi, đúng không ạ? Muốn giao tiếp được gì? Phải thực hành, phải speak ra, phải có môi trường, được chưa? Phải speak ra. Các bạn bảo, ô, cô ơi, thế bây giờ em học online này thì có môi trường đâu mà speak, đúng không hả? Có môi trường đâu, nhà em có mà đến đi cả bằng 100 cây số chả thấy được thằng Tây nào để mà thực hành, đúng không ạ? Mà nhà em thì chúng nó toàn nói tiếng Việt hết, chả có đứa nào toàn tiếng Anh cả, hả? Đúng không? Thế làm nào? Cô sẽ hướng dẫn, được chưa? Sẽ có cách để các bạn gì vẫn speak như bình thường được, được chưa? Có môi trường để thực hành. Đó là bước số 5, phải speak nó ra, đảm bảo được cái phần nói đã, được chưa? Xong nói rồi thì phải làm gì? Nói được rồi phải nghe được chứ. Bây giờ chỉ mỗi nói được thôi chẳng nghe được à? Đúng không? Thì chúng ta phải gì? Thực hành phần nghe. Phần nghe thì chúng ta sẽ có bước nghe. Cô sẽ có 3 bước nghe để các bạn làm theo. Thì lúc nào đến chính xác học đến phần nghe, cô sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nghe một khi nào cho hợp lý. Nhưng ở phần đầu cô chỉ giúp các bạn dừng ở bước số 5. Có nghĩa là bước speak ra đã, tập trung vào phần đó đã. Mỗi giai đoạn chúng ta sẽ tập trung vào một phần. Hết phần này rồi bắt đầu cô mới tập trung cho các bạn đến phần nghe. Ví dụ như cái lớp buổi sáng chiều chủ nhật ngày hôm nay ấy, là hết khoảng một tháng, hơn một tháng bắt đầu cô mới gì ạ?
tập trung cho các bạn ấy phần nghe. Được chưa? Bởi vì lúc đấy đặt câu được rồi, giao tiếp câu bước chậm chậm rồi bắt đầu mới tập trung một phần nghe được. Bây giờ cùng một lúc tập trung tất cả mọi thứ thì chắc chắn không được. Được chưa ạ? Ok. Vậy bây giờ đến bước speaking ra được rồi. Nhưng phát âm lại không chuẩn thì sao? Lại nói giống người Việt Nam. Đúng không ạ? Lại nói giống người Việt Nam thì người ta sẽ khó nghe mình. Đúng không ạ? Và nếu như phát âm của chúng ta không chuẩn, người ta phát âm chuẩn, người ta nói với mình có nghe được không? Không. Cũng bị ảnh hưởng luôn. Vì vậy phát âm nó nằm ở chỗ này này các bạn này. Được chưa? Phát âm nó nằm ở chỗ là gì? Ảnh hưởng trực tiếp quá trình nghe nói của mình. Được chưa? Phát âm không quyết định đến yếu tố các bạn học tiếng Anh thành công hay không, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nghe nói. Được chưa ạ? Còn thành công của tiếng Anh hay không, nó chính nằm ở bước 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Nó ở chỗ đấy đấy. Không làm điều đấy, không nói được đâu. Đặt câu được rồi, giao tiếp được rồi. Được chưa ạ? Nhưng ít nhất không phát âm được thì người ta vẫn còn gì? Người ta vẫn còn nghe được phần nào đấy. Làm gì kiện là người ta không nghe được hết, đúng không? Cũng phải nghe được phần nào đấy chứ. Bởi vì cấu trúc chuẩn rồi. Chẳng qua phát âm thì nhiều khi nó không chuẩn lắm. Đấy chưa? Không chuẩn lắm, tao nói đi nói lại cũng nghe được. Được chưa? Ok. Hoặc là tao body language nữa là mày cũng hiểu được, đúng không? Nhưng mà muốn nó fluently và nó ổn được, nghe được và nói được chuẩn, thì đương nhiên chúng ta cần đến phát âm. Được chưa? Có phát âm cho tự tin hơn nhiều chứ. Đúng không ạ? Hiểu phương pháp chưa các bạn ơi? Hiểu phương pháp chưa? Yes. Rồi. Phương pháp của chúng ta cho chính là gì? Học đến đâu, hành đến đấy. Học theo phương pháp gì? Practice learning. Learning. Học đến đâu, hành đến đấy. Được chưa? Nghĩa là gì? Cứ từ vựng học, ngữ pháp học, xong thì ứng dụng nó vào gì? Xây câu. Được chưa? Sau đó gì? Xây câu xong rồi thì gì? Giao tiếp. Được chưa? Speak ra. Được chưa? Và nghe. Được chưa? Xong. Vậy bạn nào hỏi cô là ồ, thế bây giờ để nghe được và nói được em cần một lượng từ vựng lớn. Thế bây giờ làm thế nào để em nhớ được từ vựng đây? Phương pháp là làm thế nào để nhớ từ vựng? Đúng không? Có bạn nào hỏi có bạn nào hỏi và muốn câu trả lời này không? Muốn câu trả lời thì comment yes đi, comment chữ y đi xem nào. Để cho các bạn bí quyết luôn. Được chưa? Bí quyết học từ vựng không cần học. Bí quyết học từ vựng gì? Nhàn như ăn cơm, không cần áp lực. Được chưa? Không cần phải đi hách não từ vựng hay gì cả đâu nhá. Được chưa? Comment đi, các bạn đang xem livestream, comment thật lực vào. Được chưa? Để cho các bạn bí quyết nào. Ôi trời ơi, 88, 90, 91, 95, 100 à? 100 comment, được rồi, ok. Cảm ơn cả lớp. Thực ra nếu các bạn để ý, trong phần này nếu bạn nào tư duy logic tốt ý, đã thấy được phương pháp rồi đấy. Thực ra các bạn hoàn thiện cho cô 5-6 bước này, từ vựng có phải học đâu. Không phải học. Ngữ pháp cũng không phải học. Biết thì sao không? Thực ra đi lặp lại trong các câu. Chính xác. Bản chất của cái việc chúng ta có nhớ từ vựng hay không ấy, thì nó phải đảm bảo nguyên tắc là lặp đi lặp lại, repeat đi repeat lại. Não của chúng ta nó nào gì ạ? Cấu tạo giống nhau hết thôi. Ai cũng giống nhau hết, chẳng qua nó hơn nhau cái IQ, nó thông minh hơn tí thì nó nhanh hơn, nó phản ứng nhanh hơn thôi. Được chưa ạ? Nếu ai có thông minh hơn thì phản ứng nhanh hơn chút thôi. Nhưng nó đều theo đúng một nguyên tắc của não bộ, đó chính là để ghi nhớ bất kể một thông tin gì vào đầu và nhớ sâu thì chỉ có bằng cách chúng ta gì ạ? Lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Và khi lặp đi lặp lại gì ạ? At least là 3 times, ít nhất 3 lần. Ít nhất 3 lần thì bắt đầu đưa vào bộ nhớ. Các bạn lưu ý nhá. Cứ lần đầu tiên nhắc đến lạ lạ, chưa đưa vào đâu. Từ đầu tiên, ví dụ hôm nay các bạn học, cô cho các bạn học đó là từ gì đó. Ví dụ như lúc nãy cô vừa nhắc đến từ gì ạ? Terribly. Từ khủng khiếp ấy, đúng không ạ? Lần một, nghe biết thế thôi, chưa đưa vào não đâu. Lạ, chưa đưa vào não đâu, đúng không? Nhưng lúc sau cô lại dùng tiếp từ đấy lại một lần nữa là lần hai. Quen hơn tí rồi, vẫn lạ nhưng mà quen hơn rồi. Nhưng cô lại dùng đến lần thứ ba, thấy quen dùng đi dùng lại rồi, bắt đầu gì ạ? Não mở, nó sẽ chui tọt vào não của bạn luôn. Được chưa ạ? Ok. Và đến lần 3 rồi này. Được chưa? Ít nhất nguyên tắc từ vựng của chúng ta sẽ theo nguyên tắc lặp đi lặp lại ít nhất 3 lần. Và lưu ý này, nguyên tắc lặp đi lặp lại ít nhất 3 lần này
không phải cùng thời điểm, cũng không phải khác xa thời điểm. Không phải cùng thời điểm có nghĩa là thế nào? Không phải trong cùng một lúc 30 phút này các bạn nhắc đi nhắc lại, hoặc cùng một lúc bạn nhắc đi nhắc lại ba từ đấy một từ ba lần. Em bảo đấy anh ba lần rồi, nó tôi chui vào não rồi, không có đâu ạ. Nếu các bạn nhắc đi nhắc lại cùng một lúc ba lần thì nó vẫn tính là một lần. Cô đang nói là gì ạ? Repeat đi repeat lại đây có nghĩa là bằng cách là gì ạ? Nó cách thời điểm nhá. Không phải là lúc này bạn dùng một lần, mai bạn dùng một lần, ngày kia bạn dùng một lần, đấy gọi là ba lần. Được chưa? Ok. Nhưng mà gì ạ? Các bạn này bảo là cách một tuần em dùng một lần, tuần sau em dùng lần nữa, tuần sau dùng lần nữa. Não các bạn không ghi nhớ được cái gì đó là gì ạ? Lâu như thế đâu ạ? Nó vào bộ nhớ tạm thời cùng nắm bạn được mấy ngày. Bạn nào nhớ lắm thì được một tuần thôi. Thế bây giờ tuần này dùng xong tận tuần sau nữa mới dùng, nó quên rồi thì coi như lúc đấy mới là một lần. Được chưa? Coi như đấy mới là một lần. Vì vậy nên là gì ạ? Cách nhau không quá mấy ngày đâu ạ. Được chưa? Nhưng mà cũng không liền nhau, xít xịt nhau như thế để chúng ta sử dụng. Được chưa? Ok, ít nhất nó phải có thời gian cách ra. Vậy làm thế nào? Kiều Thu cứ ấn vào cái nút gì mà đòi kiểm soát màn hình của cô. Được chưa? Nhưng ít nhất là chúng ta vẫn đảm bảo được nguyên tắc lặp đi lặp lại như vậy. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Nghe thì vậy bảo ui khó thế. Làm nào em lặp đi lặp lại một từ, em lặp đi lặp lại ba lần như thế. Thực ra đơn giản này, các bạn nhìn vào các bước của cô này. Bước thứ nhất học từ vựng là tiếp xúc một lần rồi, được chưa? Bước thứ ba là gì ạ? Cô giúp các bạn cùng nhau đặt câu rồi, là sử dụng từ vựng của bước mấy đấy? Bước một. Lặp lại lần hai chưa? Lần hai sử dụng đến rồi. Bước thứ tư, các bạn tự đặt câu, nhưng tự đặt câu đấy cô vẫn yêu cầu các bạn tự đặt câu phải sử dụng từ vựng của bước 1 và ngữ pháp của bước 2 để đặt câu, đúng không ạ? Lặp lại lần 3 chưa? Rồi, đúng không ạ? Tiếp tục, về nhà cô còn cho bạn repeat đi, repeat lại. Về nhà cô lại bắt đầu thì mỗi ngày đặt cho cô 10 đến 15 câu sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã học. Xong tiếp tục lên lớp là gì ạ? Cô lại gì ạ? Thực hành chữa lại cho các bạn. Sau đó lại gì? Đặt câu tiếp lung tung hết cả, sử dụng từ vựng và ngữ pháp của ngày em chưa học. Mấy lần rồi? 5 lần ít rồi. Nhớ chưa? Thừa nhớ rồi. Trừ những bạn mà không theo những gì cô hướng dẫn thôi. Chứ còn thực ra đến bước đấy là gì ạ? Nhớ hết rồi chẳng ai vào từ vựng. Phương pháp của cô đó là gì? Từ xưa đến giờ chưa một ai phải học từ vựng. Chưa một học trò nào phải ngồi học từ vựng, chia cọc ra bên này tiếng Anh, bên này tiếng Việt, xong ngồi học thuộc. Cô chưa giờ bảo các học sinh về học từ vựng đi cả. Không bao giờ, chưa bao giờ có. Nhưng từ vựng tự nhớ hết. Ví dụ như lớp buổi chiều ngày hôm nay cô dạy, buổi ngày hôm trước cô dạy gần 100 động từ. Gần 100 động từ nhé các bạn nhé. Động từ thường á, động từ về hoạt động hàng ngày. Gần 100 động từ. Và ngày hôm nay cô đọc câu tiếng Việt cả lớp phành phạch ra tiếng Anh luôn rồi. Tức là cô cứ đặt một câu tiếng Việt, các bạn ấy tự sang tiếng Anh. Cô nói một câu tiếng Việt, tự sang tiếng Anh. Cô luyện các bạn nhớ từ vựng bằng cách nào các bạn biết không? Cô dở hết 100 từ vựng ra. Cô nhìn vào từ vựng, cứ từ vựng nào khó, cô đặt câu. Cô cứ đặt từ tiếng Việt, cả lớp cứ tự translate sang tiếng Anh. Cứ đặt từ vựng các bạn tự translate sang tiếng Anh. Đó, bằng cách đó. Thế mà cả ngày hôm nay, tức là buổi chiều ngày hôm nay cô ôn trong vòng gì ạ? Tầm khoảng 20 phút. Các bạn đặt hết sạch tất cả các câu và tất cả những từ vựng đã học ngày hôm trước và nhớ hết luôn. Gần 100 từ vựng một buổi. Không ít đâu ạ. Đó, bởi vì sao các bạn đã có các bước hết rồi là gì ạ? Bước thứ nhất học từ vựng trên lớp, bước thứ hai học ngữ pháp, bước thứ ba cùng giáo viên đặt câu, bước thứ tư là gì ạ? Các bạn tự đặt câu. Và bước số năm chính là cái bước mà cô cho giao tiếp đấy ạ. Cái bước mà hôm nay cô đặt tiếng Việt, các bạn ấy trả lời tiếng Anh, đặt tiếng Việt trả lời tiếng Anh ấy, chính là cái bước các bạn giao tiếp đấy ạ. Là bước speaking ạ. Được chưa? Và nếu các bạn ấy không thuộc từ vựng đố các bạn làm được đấy. Đúng không? Các bạn phải trải qua tất cả các bước kia rồi. Được chưa? Về nhà mỗi hôm cô cho bạn đặt 15 câu. 15 câu chưa đến 15 phút mà. Các bạn đặt nhanh có hết 10 phút thôi. 10 phút mỗi ngày thôi mà. Đúng không ạ? Mỗi hôm cứ đặt 15 câu sử dụng từ vựng mà mình gì ạ? Đã học. Thế là gì ạ? Nhớ hết rồi. Đến lúc cuối cùng trên lớp cô chỉ việc đặt tiếng Việt và các bạn tự translate. Đặt tiếng Việt các bạn tự translate. Và tất cả những câu cô đặt đấy là những câu các bạn dùng để giao tiếp hàng ngày. Được chưa? Thế là nhớ hết sạch. Học đến đâu? Nhớ đến đấy. Học đâu? Tiêu hóa đến đấy. Được chưa ạ? Các bạn chỉ làm theo đúng những bước gì cô hướng dẫn các bạn thôi là các bạn thành công, không cần đi đâu xa cả. Nhưng không phải cố mà học tiếng Việt, không phải cố học từ vựng đâu nha. Cũng không phải cố học ngữ pháp, và ngữ pháp cũng phải học luôn. Vì sao? Ngữ pháp ứng dụng và đặt câu ở đâu nữa? Ứng dụng và thực hành ở đâu nữa? Còn phải học cái gì nữa đâu? Đúng chưa? Nên cứ theo cái cách thức này mà học. Được chưa ạ?
Đấy, từ vựng nhớ vào cách đấy nha. Chứ đừng có về em lại viết từ vựng ra từ tiếng Việt là gì, tiếng Anh là gì, làm gì cho mệt ra. Còn muốn đọc được thì đương nhiên các bạn có một môn phát âm rồi. Đang học rồi đấy, đúng không? Đang học phần từ vựng, đang học phần phát âm, phần phát âm. Đang học phần phụ âm rồi. Phụ âm được nửa từ, hết phụ âm được nửa từ rồi. Sang nốt phần nguyên âm đã được nửa từ nữa là xong, đúng không? Ok. Hiểu được chưa các bạn ơi? Hiểu phương pháp cô hướng dẫn các bạn chưa ạ? Cô tóm tắt làm sao ngắn nhất có thể rồi đây ạ. Hiểu rồi. Nhìn thấy nhiều bạn tắt camera quá. Bật camera lên đi. Rồi đúng không? Rõ phương pháp mình học rồi gì? Có hỏi gì không các bạn ơi? Có hỏi gì về phương pháp nữa không? Đúng ạ. Không, cô làm ví dụ đi. Cô làm ví dụ đi à? Cứ từ từ bình tĩnh. Hiểu được phương pháp đã. Đúng không ạ? Còn học thì đi từ từ, kiểu gì cũng sẽ thành công, được chưa? Cô đi đúng theo các bước như thế, đơn giản như vậy thôi là các bạn thành công, được chưa? Mà tức là ngay một cái buổi hoặc ngày hôm sau rồi các bạn học hết một buổi, các bạn đã có thể đặt câu ngon rồi, đã đặt câu lại câu ngắn ngắn rồi. Đây này, cô cho các bạn xem nhá. Ngay buổi thứ hai các bạn đã đặt được những câu như này này. Chờ cô tí, cô lướt lên cho các bạn nhìn nha. Lớp nào cũng làm được, không phải lớp nào cũng làm được hết. Nhìn trông thì trông khinh khinh thế thôi, nhưng mà nhìn câu nhìn trông dài dài, nhưng mà ngay buổi thứ hai, tức buổi hôm nay thì các bạn nói phương pháp nhiều rồi, tí cô sẽ dạy một ít trước, được chưa? Thì bắt đầu buổi thứ hai bắt đầu mới tính. Buổi thứ hai bắt đầu cô sẽ dạy theo đúng chủ đề từ vựng xong đến ngữ pháp, sau đó vào đặt câu. Đây cô chia sẻ cho các bạn nhìn cái phần câu này đây. Ngay buổi thứ hai các bạn đặt những câu này như này rồi, kể cả chưa biết tiếng Anh nhá, nhìn thấy chưa? Những câu này các bạn sẽ viết được hết rồi, ngay từ buổi thứ hai, được chưa? Nhìn thấy bảo là ui, làm gì có chuyện trông nhìn câu như này khó này dài này, em làm sao làm được. Thì cứ buổi thứ hai đi, khác làm được nha, được chưa? Tại vì cô dạy bao nhiêu lớp rồi mà, theo giáo trình đoán này rồi, mất gốc làm được hết nha, được chưa? Đấy, được chưa? Rồi, nhưng mà phải hứa là phải học chăm, hứa là phải ngoan. Hứa bật hết camera lên, đầy bạn tắt camera kia kìa. Rồi, bắt đầu vào học nha. Nếu mà chúng ta không hỏi gì, có hỏi gì không? Các bạn phải hiểu là một số bạn mà không vào được Zoom như này, các bạn học trên livestream, các bạn là một thiệt thòi lắm đấy. Bởi vì sao? Tất cả những nội dung cô share trên màn hình này, các bạn học Zoom các bạn biết chứ, các bạn livestream chỉ nghe thôi mà, nghe thao thao với tuyệt có được nhìn đâu, đúng không ạ? Đấy là một điều rất là thiệt thòi của bạn ấy rồi. Được chưa? Thế còn những video thì thực ra là gì ạ? Cô sẽ chỉ public một vài video đầu thôi, còn những video sau cô không public đâu. Tất cả các video, những cái phần quan trọng các bạn thấy không ạ? Ví dụ như video chiều ngày hôm nay các bạn học, cô cấm tuyệt đối, cô không gửi video đi đâu hết. Không phải vì cô kiệt sỉ. Các bạn hiểu không ạ? Là bởi vì những phần đấy... Không phải máy cô hết dung lượng, máy cô vẫn còn đầy dung lượng, cô xóa những kia thì cô vẫn đầy dung lượng. Bởi vì sao ạ? Nó liên quan phần bản quyền. Bao giờ cô đăng ký xong á thì thích public gì public, được chưa? Nó liên quan bản quyền. Nên có những phần mà thực sự đến cái phần, những cái phần mà nó liên quan đến phần mà gì ạ? Không có ở nơi đâu ấy, thì cô sẽ không public video ra đâu. Kể cả cô lưu nhưng cô cũng sẽ không gửi cho ai hết. Mà cũng không có trên mạng đâu ạ. Những cái video quan trọng là không có trên mạng đâu ạ. Chỉ có những video gì ạ? Cũng có thể những chỗ khác có họ dạy, họ tìm kiếm trên mạng được có thì cô sẽ gửi. Còn những cái phần nào mà nó là cái phần mà bản quyền mà cô là người tự sáng tạo ra thì cô sẽ không gửi. Được chưa ạ? Đó, kể cả bạn thấy không ạ? Cái phần của phần luyện phát âm cũng vậy. Đến cái phần quan trọng là cô không bao giờ có public đâu, nên không thấy trên mạng trên đấy đâu. Được chưa ạ? Thế nên là gì ạ? Chăm chú mà nghe mới nghe. Được chưa? Rồi. Ok. Bây giờ bắt đầu vào học nha. Rất muốn gửi, vẫn muốn public, nhưng mà có những cái mà cô chưa thể làm được nên là cô chưa thể gửi được. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta lưu ý nha. Chúng ta sẽ học theo cái tư duy như này này. Ở trình độ mất gốc, cô sẽ dạy các bạn như sau này. Sẽ học theo tư duy là loại từ. Thứ nhất, chúng ta sẽ cần phải học loại từ đầu tiên. Chủ đề đầu tiên sẽ liên quan đó là tính từ. Được chưa? Tất cả các từ vựng, chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ học liên quan đến là tính từ. Và chúng ta sẽ phải nhận diện tính từ là những từ như thế nào và vị trí của nó đứng ở trong câu. Bạn phải biết là
thằng này là loại từ là gì? Tính từ gì? Đứng ở đâu trong câu? Chứ không phải tính từ cho nó ngồi vị trí của danh từ, tính từ cho nó ngồi vị trí động từ, hay em cứ vứt chỗ nào cũng được. Thì gì á? Không thành câu nhá. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ đi loại từ đầu tiên sẽ là tính từ. Sau đó hết loại tính từ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến loại từ thứ hai, đó là danh từ. Chúng ta phải nhận diện danh từ trong tiếng Anh nó là những cái gì và như thế nào và vị trí của nó đứng ở đâu trong câu. Được chưa ạ? Ok. Và loại thứ ba chúng ta đi đó là gì ạ? Động từ. Thế nào là động từ và vị trí của nó đứng ở đâu trong câu. Được chưa ạ? Và chủ đề tiếp theo chúng ta đi đó chính là trạng từ. Trạng từ là cái phần mà gì ạ? Khó nhất trong bốn loại từ. Bởi vì sao ạ? Nó là thành phần đi lung tung, nó nhảy khắp câu luôn. Các bạn thấy câu tiếng Anh nó dài nhẵng như này. Thực ra nó là thành phần trạng từ, nó ngồi lung tung trong câu chứ. Nó nhảy loạn hết ở trong câu ấy. Mà các bạn cứ gặp đến thằng đấy các bạn không biết thả đâu trong câu cả. Đặt lung tung cả, thừa ra chỗ nào thì thừa. Đúng không ạ? Thì đấy chính là thằng trạng từ. Vậy chúng ta sẽ cần được biết là trạng từ là những thằng như nào và đứng ở đâu trong câu. Đấy là bốn loại từ chúng ta cần phải làm được. Và cô đi theo đúng tư duy logic đó. Từng chủ đề một sẽ đi theo như vậy. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Nắm chắc được loại câu. Đó là gì ạ? Giao tiếp thì chúng ta có bốn loại câu. Đúng không ạ? Bốn loại câu cơ bản dùng để giao tiếp đó là câu khẳng định. Có nghĩa bây giờ cô đang nói với các bạn đây là câu khẳng định này. Đúng không ạ? Còn câu phủ định có nghĩa là gì ạ? Có chứa chữ không gì đó. Đúng không ạ? Là chúng ta dùng giao tiếp đúng không ạ? Và loại câu thứ ba nữa chúng ta dùng là gọi là yes no question. Đó chính là câu hỏi gì? Hỏi trả lời có hoặc không. Chúng ta cũng dùng để giao tiếp đúng không ạ? Nhưng loại câu dùng để nhiều nhất trong giao tiếp đó là câu gì các bạn biết không? Là loại câu thứ tư. Là câu thứ tư là loại gì ạ? Các bạn đang cầm host cố gắng duyệt các bạn vào hộ cô cả. Cảm thán. Loại, loại câu chính xác, loại câu chúng ta dùng nhiều nhất trong giao tiếp đó chính là WF question. WF question là gì? Là những câu hỏi bắt đầu bằng WF. WF ví dụ các bạn ra ngoài kia, các bạn muốn đặt câu hỏi là gì ạ? Chúng ta đi đâu nhỉ? Chúng ta ăn ở nhà hàng nào nhỉ? Và chúng ta ăn món gì nhỉ? Đúng không ạ? Và chúng ta gì ạ? Cái món này bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Và gì ạ? Chúng ta gì ạ? Ra ngoài kia hỏi cái này bao nhiêu tiền này? Mặc quần áo size gì này? Quần áo màu gì này? Quần áo cỡ gì này? Đúng không ạ? Hỏi là gì ạ? Bạn muốn mua cái gì này? Đúng không ạ? Tất cả những câu hỏi down question. Đúng không ạ? Bạn ở đâu này? Làm nghề gì này? Mất bao nhiêu thời gian để đến đây này? Đúng không ạ? Đi làm bằng phương tiện gì này? Đúng không ạ? Khi nào thì bạn học tiếng Anh trong bao lâu này? Tất cả những cái gì liên quan đến câu phải trả lời. Thì đấy là đáp question. Đúng không ạ? Mà câu này chính là câu các bạn sẽ phải dùng nhiều nhất trong giao tiếp. Nhưng mà thường thường thì chúng ta đành toàn học thuộc để giao tiếp thôi. Chúng ta học thuộc những câu là bạn bao tuổi, how are you hết. Tên bạn là gì, what's your name hết. Đúng không ạ? Có bao nhiêu người trong gia đình bạn, how many people are there in your family hết. Thế còn những câu khác thì hỏi gì ạ? Bạn thường mất bao nhiêu thời gian để học tiếng Anh mỗi ngày. Câu đấy không thuộc, không làm được. Hỏi tiếp, bạn thường học tiếng Anh trong bao lâu? Không biết. Đúng không ạ? Hỏi tiếp, bố bạn thường đến cơ quan bằng phương tiện gì? Không biết. Đúng không ạ? Tại sao mày đến Việt Nam? Không biết. Đúng không ạ? Mày thích chơi những môn thể thao gì? Nghĩ mãi không ra, cũng không biết. Đúng không ạ? Bởi vì có thuộc đâu. Nhưng hỏi mấy câu gì ạ? Đơn giản thì biết hết, Phật hết, thuộc mà. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, nó dễ. Thế nhưng những câu khác thì gì ạ? Không biết. Thì đấy là câu mà chúng ta dùng nhiều nhất trong giao tiếp. Thì phần đấy là phần cuối cùng của phần mất gốc tiếng Anh ạ. Phần đó chính là phần chốt hạ là chúng ta gì ạ? Tốt nghiệp mất gốc tiếng Anh. Có nghĩa là chúng ta đã giao tiếp được cấp độ câu. Khẳng định, phủ định, nghi vấn, đáp câu chuẩn, thành thạo. Được chưa? Thì đấy là chúng ta tốt nghiệp mất gốc tiếng Anh. Ok. Thế thì cô cũng đi theo tư duy logic đó là các bạn sẽ gì ạ? Các bạn dùng những câu gì trong giao tiếp thì cô sẽ dạy các bạn cái đấy. Cô sẽ dạy các bạn thành lập cái cách để các bạn nói câu khẳng định nào cho nó đúng. Đúng không ạ? Cô sẽ dạy các bạn cách nói về nào để phủ định nào cho nó đúng. Dạy các bạn thế nào gì ạ? Yes no question nào cho đúng và đáp question cho nó đúng. Vậy để nói được bốn loại câu đấy, đều nói được tất cả có bốn loại câu đấy trong giao tiếp thì đương nhiên bạn sẽ cần phải đến loại từ. Bốn loại tính danh động trạng vứt ở đâu trong câu? Đúng không? Đấy, tư duy logic chỉ có vậy thôi mà. Tức là chúng ta cần cái gì cô sẽ đi cái đó và đi từng bước. Đi đúng, không đi sai. Trật tự của thường đằng một phải đi theo đúng trình tự. Đã phải đi tính từ trước,
không chỉ đi danh từ trước được, đúng không ạ? Thế phải đi theo đúng trật tự, đúng không? Ok, rồi. Vậy bây giờ chúng ta hiểu được tinh thần của lớp học chúng ta ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Và nói luôn này, tiếng Anh nó khó ở hai thứ. Hai cái thứ này chúng ta vượt qua được thì tiếng Anh rất dễ. Đó chính là cái lớp mất gốc này. Cái lớp mất gốc này mới là lớp khó nhất của tiếng Anh. Thứ hai nữa đó chính là phần phát âm. Có hai thứ chúng ta cần vượt qua được. Nếu phát âm vượt qua được và mất gốc vượt qua được rồi thì tiếng Anh lại dễ, ơi là dễ. Học càng ngày càng dễ, càng lên cao càng dễ. Nhưng nếu như cái mất gốc học không tử tế, cái mất gốc học không đến nơi chốn thì càng lên cao càng khó dã man luôn. Như vịt nghe sấm, được chưa ạ? Vì vậy cái của chúng ta chính là xây nền, xây móng. Cái mất gốc tiếng Anh này, cái phát âm này nó chính là nền móng của ngôi nhà đấy ạ. Nó chính là nền móng của ngôi nhà. Có được cái này thì mới có được cái gì? Cái bên trên, được chưa ạ? Thế nên là tiếng Anh không phải khó ở đằng sau đâu, mà khó ở cái này này. Nên các bạn cứ học mất gốc, các bạn học toàn mấy cái đơn giản, hello how you, I'm fighting in you ấy, thì lên cao học thấy khó dã man đúng không? Nhưng mà mất gốc mà học thực sự ấy, học theo kiểu là các bạn phải làm được đặt câu theo ý muốn của mình, giao tiếp được câu theo ý muốn của mình ấy, thì lên cao học rất dễ, được chưa? Nên ban đầu các bạn thấy không ạ? Cô sẽ đi theo trình tự nó như rùa bò, ban đầu sẽ rất chậm, rất chậm, rất chậm. Nhưng bắt đầu gì ạ? Rùa bò xong rồi bắt đầu gì ạ? Đi bộ xong rồi mới chạy bộ xong rồi mới tăng tốc lên, chạy nhanh được chưa? Đấy, đi theo các bước như thế nhỉ? Rồi, còn lại là đi nhanh hay đi chậm tùy lớp mà. Lớp đi học đâu cô sẽ dạy đấy, chứ cô cũng không dạy quá nhanh, được chưa? Rồi, bắt đầu vào học. Chúng ta sẽ vào chủ đề đầu tiên. Chúng ta còn 30 phút nữa, sẽ đi được hết bước đầu tiên từ vựng đấy nhỉ? Sẽ đi được hết bước từ vựng. Chúng ta sẽ đi theo chủ đề nhá. Và sẽ đi theo đúng trình tự là bước đầu tiên chúng ta sẽ học từ vựng, được chưa? Còn nhớ bước từ vựng phải làm bảo được cái gì không? Ba yếu tố là gì? Loại. Phát âm chuẩn này. Phát âm thì các bạn lưu ý, chứ bạn học âm nào thì đọc phát âm chuẩn âm đấy đây. Còn những âm nào chưa chuẩn thì chưa cần thiết lắm nhá, sau điều chỉnh sau. Yếu tố thứ hai là gì? Nghĩa. Nghĩa là phải biết. Mà lưu ý này, một từ tiếng Anh nó rất nhiều nghĩa nhá. Nhưng ban đầu phần mất gốc cô chỉ cần bạn biết 1 đến 2 nghĩa cơ bản thôi, được chưa? Không cần phải biết nhiều đâu, đừng có tham, tham là quên hết. Dạ. Yếu tố thứ ba là gì có biết không? Yếu tố thứ ba. Loại từ. Đúng rồi, loại từ. Cái quan trọng nhất là cái loại từ ấy nha, phần mất gốc này, được chưa? Quan trọng nhất là phần loại từ, cần phải nắm chắc được phần loại từ, được chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần học. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chủ đề đầu tiên ạ. Chúng ta sẽ đi vào chủ đề đầu tiên, đó là Unit 1. Nói thật chứ cô dạy tiếng cái phần mất gốc này bao nhiêu năm rồi. Không đam mê thì chán lắm, bởi vì nhảy đi nhảy lại giáo án ngày mấy cả mất gốc. Từ sáng giờ dậy, sáng một sáng cô không gộp hết lại cô. Hả? Cô gộp hết lại. Gộp hết lại là sao? Một lớp rồi học với cô. Đây, ôi ôi, các bạn xinh khác rồi, học một tháng hơn chúng ta nhiều rồi. Đây, chúng ta sẽ vào chủ đề đầu tiên này, chúng ta học nó là adjective and must making sentence with to be. Đây. Đây, chủ đề đầu tiên ạ. Ở trong giáo trình của cô nó là unit 2, thực ra trong sách học chúng ta nó sẽ là trong bài học chúng ta thì gọi là unit 1. Dạ. Yeah. Adjective là tính từ ạ. Making sentence with to be có nghĩa là đặt câu với động từ to be. Đấy, dạy từ to be nhá. Dạy từ chủ ngữ trở đi đấy. Chứ không dạy cái gì khó đâu, được chưa? Cô ơi, cho em hỏi không học nốt cái phát âm. Phát âm gì ạ? Ôi. Gì ạ? Cho em hỏi là hôm trước đang học phát âm rồi, không học tiếp phát âm rồi cô. Phát âm thứ tư, ủi, cô đã nhấn lịch. Đang vào buổi khác mà. Phát âm thứ tư, chủ nhật học giao tiếp. À vâng, vâng. Buổi khác nhau rồi. Thông báo trên nhóm mấy lần rồi. Nhắn đi nhắn lại, thấy các bạn vẫn hỏi cô phải tìm tin nhắn cô gửi lại. Rồi, chúng ta đi vào bước đầu tiên này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần từ vựng là vocabulary. Bạn nào không viết được tiếng Anh thì viết tiếng Việt được nhá. Không cần phải tham là vì viết tiếng Anh làm gì, cô viết như này thôi. Bạn ghi từ vựng được. Được chưa? Và từ vựng chúng ta học đây sẽ là opposite adjective, đó là tính từ mang nghĩa đối lập. Bởi vì chủ đề chúng ta hôm nay chúng ta học ngữ pháp sẽ liên quan đến là tính từ mà. Vì vậy chúng ta sẽ học các tính từ trước. Được chưa ạ?
trước khi các bạn vào phần học tính từ thì cô sẽ cho bạn cái phần lưu ý như sau. Đây là ký hiệu. Ký hiệu mà cô sẽ dùng ở trong phần này. Đây. Thứ nhất này, nếu dùng cho người thì cô sẽ ký hiệu là chữ P. Người có nghĩa là person thì cô sẽ ký hiệu là chữ P, thì các bạn sẽ hiểu đấy là do người. Còn nếu dùng cho vật, nó chính là thing, ký hiệu là chữ T. Bởi vì sẽ có những từ vựng mà nó chỉ được dùng cho người và có những từ vựng nó chỉ dùng được cho vật thôi. Thì cô sẽ mở ngoặc ra P thì bạn sẽ biết là cái tính từ này chỉ dùng cho người. Còn nếu cô mở ngoặc ra là gì ạ? T thì các bạn chỉ hiểu là tính từ này chỉ dùng cho vật. Nên không thể nào dùng cả vật lẫn người như nhau được đâu nha. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo các loại từ mà cô sẽ ký hiệu, tính từ cô sẽ ký hiệu là ADJ hoặc là A. Bạn nào đứng viết lên dương nhài thì viết lên màn hình cô ạ. Rồi. Cô xóa của bạn thì nó lại mất mất cái. Rồi. Động từ cô ký hiệu V. Danh từ cô ký hiệu là N. Trạng từ cô ký hiệu là ADV. Được chưa? Đấy, hiểu mấy cái đấy nha. Nhóm thì rất là đông. Thực ra lớp mất gốc này thì cô vẫn cho những bạn học trình độ sau mất gốc vào. Các bạn nào thích mà cảm thấy yếu yếu thì mình cứ vào mình học chi tiết thôi. Nhưng mà vẫn phải theo cái trình độ lớp này nhé. Bởi vì lớp này cô dạy cho đa phần là các bạn mất gốc ấy. Nên cô dạy rất chậm, cô không dạy nhanh đâu. Dạy nhanh cái lớp sau mất gốc thì cô tóm lại như tóm nhanh nào. Được chưa? Rồi chúng ta, được chưa ạ? Xong chưa ạ? Xong chưa cả lớp? Chưa ạ. Viết xong thì trả lời là xong. Xong rồi cô ạ. Rồi, ok đấy. Xong rồi cô ạ. Rồi. Thế phải được không? Nào, chúng ta đi vào cặp từ đầu tiên này. Hôm nay xem học bao nhiêu cặp thì không biết được nhá. 30 phút chắc là cũng học được khá khoảng 30 từ vựng đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cặp từ đầu tiên. Đây, cặp từ đầu tiên chúng ta học này. Cô cho tiếng nó to, không cứ to to một tí cần cô. Tiếng á? Cho cái chữ nó to to một tí. Phóng à, to chữ nó tí. To to á? Vâng. Hay to được gì đâu mà cô chả biết cho chữ to kiểu gì. Bình thường cô chỉ ấn vào màn hình xong rồi là zoom ở trên màn hình trên điện thoại của mình ấy thì nó sẽ đúng rồi. To thôi. Chứ bình thường là cô để cỡ chữ này là cũng khá to rồi đấy. Nhài lại viết lên màn hình của cô rồi. Text này nó chỉ có cái này thôi. Chữ của cái này nó chỉ có hàng này. Để các bạn dùng điện thoại thì bao giờ nó cũng bé. Bé thì zoom nó ra đấy, tay xòe cái này nó sẽ ra to hơn mà. Nào tôi. Được chưa? Cặp đầu tiên này chúng ta học là tall là cao, short là thấp. Được chưa? Bây giờ các bạn ghi chú này. Tall, thứ nhất từ tall. Cao này thì chỉ dùng cho người nha. Dùng cho người có ghi hiệu là P này. Được chưa? Đừng dùng cho vật nha. Còn short là thấp. Các bạn lưu ý từ short đây này. Nó nếu dùng cho gì ạ? À? Nếu dùng cho người. Nếu dùng cho người nó có nghĩa là thấp. Được chưa? Còn dùng cho vật. Dùng cho vật thì nó có nghĩa là gì? Ngắn. Ngắn. Vậy nếu mà có ngắn thì chúng ta sẽ có từ dài. Dài đối lập với nó sẽ là gì? Long. Long. Được chưa? Ok. Các bạn cứ viết đi đã, sau đó sau này chúng ta sẽ vào câu xong. Cô lấy ví dụ các bạn như này để các bạn vào câu bạn sẽ hiểu này. Ví dụ như này, cao đúng không? Chỉ dùng cho người thôi. Ví dụ là gì ạ? Mẹ tôi cao, mình sẽ nói là my mother is tall. Nhưng mà cái cây này cao thì có dùng được tall không? Không. Cây này cao không thể dùng là this tall. À, this tree is tall được, không dùng như thế được đúng không? Thế nhưng mà nếu mà người thấp này, mình nói là gì ạ? Nhưng bố tôi thì thấp, mình sẽ nói là gì? But my father is short. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi nhá, chưa cần đặt được câu đâu. Bởi vì đã học phần đặt câu đâu, đúng không? Nhưng bạn nói là gì ạ? Cái thước này ngắn, thì sẽ nói là gì? This ruler is short. Được chưa? Ok. Đấy là cô lấy ví dụ bạn vào câu, nó sẽ kiểu kiểu như thế nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cặp số 2 này. Cặp thứ 2 của chúng ta này.
sau này các bạn học nữa, học nâng cao nữa thì cô sẽ cho thực ra cái từ chore, nếu mà trạng từ nó còn có nghĩa là trạng từ nữa. Trạng từ thì nó nghĩa là nói khoác lác ấy. Biết không? Nếu mà trạng từ ấy, giờ bạn nào mà thích ghi thì ghi, cho tính từ nó là cao, còn nếu mà trạng từ thì nó là khoác lác. Ví dụ chúng ta nói là anh ta thường nói khoác, nó nói điêu ấy, được chưa? Thì câu này sẽ đặt câu là he often talk to. Nếu bạn không hiểu được nghĩa của cái từ trạng từ nó nghĩa là nói khoác lác ấy, thì bạn sẽ bảo ô talk to đấy thì nó là nói cao, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ kiểu như thế. Sẽ học sau nha. Tiếp theo chúng ta cặp số 2, đó là open and close. Cô vẫn đi theo đúng cái hình thức chúng ta đang học trạng từ vựng đấy ạ. Thứ nhất là nghĩa này, thứ hai là loại từ này. Con đọc cái tí nữa đọc được chưa? Open and close. Chúng ta bình thường gặp cụm từ open and close này có nghĩa là gì ạ? Động từ là đóng mở. Nhưng bây giờ lại thấy nó xuất hiện trong chủ đề là tính từ. Ừ, thế thì thằng này nó lại còn là tính từ nữa cơ à? Vậy nếu tính từ nó có nghĩa là gì? Được chưa? Nếu là động từ, nếu là động từ nha, được chưa? Thì có nghĩa là gì? Đóng mở, bạn ghi đi. Nếu là động từ nghĩa là đóng mở. Open là mở, close là đóng, được chưa? Nếu động từ thì có nghĩa như thế nha. Còn nếu là tính từ thì có nghĩa là gì? Tính từ có nghĩa là vẫn mở, vẫn đóng. Tại sao phải biết là loại từ của nó? Bởi vì vào câu chúng ta sẽ phải biết cách đặt. Vẫn mở, vẫn đóng. Ghi rõ vào đấy nhá. Sao còn đặt câu đấy? Ví dụ sau này các bạn phải đặt đến câu là gì ạ? À, cửa hàng này vẫn mở cửa vào cuối tuần. Chẳng hạn thế. Là chúng ta phải dùng đến tính từ đấy. Mà tính từ để cấu trúc nào thì phần hôm sau chúng ta sẽ học đặt câu phần tính từ. Được chưa? Đấy là phải đặt được những câu đấy đấy. Đúng không ạ? Vừa hai loại nha, loại số 3 này. Cặp số 3 này, chúng ta sẽ học đó là gì? Đây. Hard and soft. Cứ bình tĩnh, ban đầu cô đi rất chậm cho các bạn đấy ạ. Nhưng sau đó thì mới thấy là nó như thế nào. Ban đầu bạn nhìn thì tưởng dễ thế, mấy cái này học cái gì, em search trên mạng đây. Em search trên mạng là một đống. Nhưng vấn đề là gì ạ? Một đống đấy các bạn search về, các bạn có học được không? Các bạn có làm được không? Các bạn phân tích được không? Các bạn có cho nó vào câu được không? Thì nó lại phải là cả một vấn đề, được chưa? Nhờ, hard. Các bạn lưu ý cho cô từ hard. Nếu là tính từ, các bạn mở ngoặc ra, nếu là tính từ. Tính từ thì nó có nghĩa là gì? Tính từ có nghĩa là cứng hoặc là khó. Ghi vào cứng hoặc là khó. Ghi chú phần gì cũng rất quan trọng nhá. Bởi vì cô đã nói rồi, trong phần từ vựng này loại từ vô cùng quan trọng. Cứng hoặc là khó. Cứ yên tâm đấy các bạn ạ. Ôi, viết này dù xong em chả nhớ được đâu. Cứ từng bước một con dẫn các bạn sẽ nhớ hết luôn. Không phải lo, được chưa? Chỉ có làm theo thôi, đừng có phải nghĩ cái gì cả. Đầu đừng có nghĩ nhiều là bộ làm gì cho mệt ra. Được chưa? Đã theo cô chỉ cô dẫn như nào đi theo y nguyên thế. Ôi, này còn nhớ tính từ, động từ, trạng từ, em nhớ sao nổi. Để còn chỉ vật mới chỉ người gì nữa, cứ thế mà dùng cho nó nhanh, nhớ làm gì mệt ra, đúng không? Yên tâm, cô sẽ cho bạn nhớ hết bằng cách mọi cách, từ những cái cách mà cô hướng dẫn bạn sẽ nhớ được hết luôn, được chưa? Rồi, tính từ nghĩa là cứng khó nha. Trạng từ, trạng từ ADV này thì nó có nghĩa bằng nghĩa với từ gì? Hard working. Biết hard working là gì không? Chăm chỉ. Hardworking lại là tính từ nha các bạn nha. Hardworking lại là tính từ nha. Nó có nghĩa là chăm chỉ. Nếu từ hard là trạng từ thì nó có nghĩa là chăm chỉ. Được chưa? Đây, bây giờ cô lấy các bạn một ví dụ để cho nó phấn khởi, các bạn hiểu là vào câu nó thế nào này. Được chưa? Ví dụ chúng ta có câu này. Ờ, thật là khó để nói lời chia tay. Bạn chưa biết cách đặt câu đâu nhá, nhưng mà cô lấy để ví dụ để bạn biết hình dung vào câu nó như nào thôi. Còn buổi sau mới học đặt câu này. Bây giờ cô cho này. Thật là khó để nói lời chia tay, đúng không? Vậy chúng ta vừa học là từ hard nó có nghĩa là cứng và khó, đúng không? Vậy câu này chúng ta viết như này. It's hard to say goodbye. Thì dịch là thật là khó để nói lời chia tay, đúng không? Nhưng chúng ta nói là
cái kẹo này cứng, cái kẹo này cứng, thì chúng ta vào câu sẽ như thế nào đây? Cái kẹo này cứng thì chúng ta sẽ dùng là this candy is hard. Được chưa? Đó, tùy theo nghĩa nhá. Tùy theo câu chúng ta dịch nghĩa khác nhau. Cứng và khó. Bây giờ trạng từ này, nó có nghĩa là chăm chỉ này. Bây giờ lấy câu đặt câu trạng từ nhá. Rồi, anh ta làm việc rất chăm chỉ. Anh ta làm việc rất chăm chỉ. Câu đấy sẽ viết như thế nào đây? Thì hát buộc kinh tại vì... Đang dùng trạng từ. Tại sao là trạng từ thì lúc đấy chúng ta mới biết được. Rồi, he worked very hard. Chỗ này sẽ là trạng từ. Thật sau này các bạn sẽ học, các bạn biết à? Nếu bạn học nhá, chắc chắn loại từ ấy, bạn sẽ biết à? Câu này sẽ được viết như sau được này. He is very hard working. Hard working. Gì à? In work. Được chưa? Tại sao câu này phải dùng hard working? Còn câu này lại phải dùng hard? Sao không dùng là he is very hard in work thì cho nhanh? Bởi vì chỗ này chúng ta đang cần một tính từ xưa các bạn. Vì sao cần một tính từ thì bạn phải hiểu là loại từ là gì, cấu trúc là gì, bạn mới hiểu được câu này. Còn nếu không thì chưa hiểu là gì đâu ạ. Được chưa? Đây cô. Sao to be đi với to be thì còn có một tính từ. Ừ, sau học sau nhá. Nhưng bây giờ các bạn hiểu như này. Tại sao cô cho bạn loại từ để các bạn biết các bạn gì ạ? Vào câu bạn gì nói làm sao cho nó chính xác đấy. Được chưa? Nói được câu theo ý muốn của mình như thế này này. Hiểu chưa? Hiểu lý do vì sao cô cho bạn loại từ chưa? Nó sẽ vào câu, nó sẽ được sử dụng lung tung như này này. Được chưa? Ok. Rồi sang cặp đối diện này, chúng ta có từ soft là gì ạ? Mềm. Cứng thì từ đối lập với nó sẽ là gì? Mềm là soft. Được chưa? Ok. Rồi, tiếp theo. Khó thì có chúng ta có tính từ đối lập đó chính là easy. Dễ dàng, đúng không? Rồi. Còn trạng từ là chăm chỉ thì không có nhé. Chúng ta đang tìm tính từ đối lập chứ chúng ta không tìm trạng từ đối lập. Được chưa? Ok. Rồi. Number 4, cặp số 4 nào. Đấy, cô chỉ lấy ví dụ vào câu như thế nhưng mà các bạn chưa học đặt câu nữa nha. Buổi sau mới học đặt câu. Tiếp theo này, chúng ta có cặp số 4. Đó là đúng và sai. Đúng và sai chúng ta sẽ có cặp là gì ạ? Rồi. Right. Đúng. True, false. Rồi, true, false cũng được à. Right. Đối lập với nó sẽ là wrong. Hoặc là từ đúng này chúng ta có từ right. Từ từ đã, cô viết đã nha. Right. Viết ghi chú đã. Right. Nó vừa là tính từ. Nó vừa là trạng từ. Ghi rõ đã nha. Được chưa? Nó vừa là tính vừa là trạng. Vì vậy sau này nếu các bạn muốn dùng trạng từ nó dùng thẳng từ right. Chứ không thêm rightly nha. Nhớ chưa? Không thêm righty, được chưa? Chúng ta cũng có thể dùng từ gì ạ? True. Hoặc là từ gì? Correct. Cũng nghĩa là đúng nha. Được chưa? Nhưng lưu ý này, hai từ này thì nó khác ở chỗ là nó chỉ là tính từ thôi. Bạn muốn dùng trạng từ của nó, bạn phải dùng từ truly. Bạn muốn dùng từ trạng từ của từ correct, bạn phải dùng là correctly. Được chưa? Còn từ right nó khác ở chỗ là gì? Tính hay trạng dùng một từ. Được chưa? Đấy là sự khác nhau. Tiếp theo từ wrong, sai. Thì các bạn lưu ý nó cũng vừa là tính từ. Nó cũng vừa là trạng từ. Được chưa? Vì vậy tính từ và trạng từ không thêm gì cả. Và nó cũng bằng nghĩa với từ gì ạ? For. Đúng không? For. Được chưa? Đúng, sai. Có kịp không đấy các bạn? Tốc độ như thế có kịp không? Được. Kịp rồi. Rồi. Sau này các bạn học nha. Nếu bạn nào có thích ghi thêm thì ghi này. Từ right. Nó còn có một loại từ nữa là danh từ. Biết danh từ có nghĩa là gì không? Danh từ nó có hai nghĩa. Bên phải và quyền. Quyền đấy là quyền công dân ý. Tức là ngoài nó vừa là tính từ, nó vừa là trạng từ ra, nó còn thêm một loại từ nữa là danh từ. Danh từ có nghĩa là bên phải hoặc là quyền. Quyền đây là quyền công dân ấy, được chưa?
Nếu bạn nào thích ghi thì ghi thêm cái đó. Cô sợ cho nhiều quá các bạn không nhớ được hết thôi. Nên là cô chỉ cho những cái gọi là cơ bản nhất, rồi sau này bắt đầu mới mở rộng dần ra. Còn bạn nào khá khá thì có thể thêm, còn những bạn nào mà yếu quá thì thôi chỉ học cái cơ bản nhất thôi, được chưa ạ? Ví dụ như sau này mà các bạn nào mà các bạn đặt câu ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là bạn cũng ra sai cặp số 5 ạ. Số 5. Được chưa? Chúng ta sẽ có từ quiet and noisy. Vậy quiet nghĩa là gì? Yên tĩnh. Đương nhiên là tính từ rồi. Tất cả chủ đề chúng ta đang học đây là tính từ. Từ nào mà không cô không nói gì thì đương nhiên nó là tính từ rồi. Nó chỉ là mỗi tính từ thôi. Còn từ nào mà cô bảo là cả tính, cả trạng, cả tính, cả danh thì lúc đấy chúng ta phải ghi chú vào. Bởi vì sao? Tại sao cô cho bạn ghi chú như thế? Bởi vì làm sao ạ? Sau này các bạn học các bạn thấy là từ right nó có thể đứng được cả vị trí của tính từ. Nó có thể đứng được cả vị trí của trạng từ. Nhưng nếu mà tôi dùng từ true hoặc từ correct thôi thì tôi chỉ dùng được vị trí của tính từ thôi, bởi vì hai thằng này chỉ loại từ là tính từ mà. Không thể cho nó ngồi trạng từ. Muốn dùng trạng từ thì phải dùng gì? Phải chuyển. Được chưa? Phải chuyển bằng cách thêm bully vào thì mới dùng trạng từ của nó được. Hiểu không? Hoặc tiếp theo nhá. Từ right nó loại từ, nó lại danh từ nữa đúng không? Vậy nó cũng ngồi được vị trí cả danh từ. Được chưa? Nhưng những thằng kia ngồi được không? Không, nó có loại từ là danh từ đâu mà ngồi được. Đúng không ạ? Ok. Rồi quay trở lại câu số 5. Từ cặp từ số 5 đó là quiet. Quiet đây có nghĩa là nếu dùng cho người, dùng cho người có nghĩa là ít nói. Dùng cho người có nghĩa là ít nói. Dùng cho vật, nếu dùng cho vật thì có nghĩa là yên tĩnh. Dùng cho vật nghĩa là yên tĩnh. Ví dụ sau này bạn nói là she is very quiet, hoặc là she is a very quiet girl. Nghĩa là gì ạ? Cô ta là một cô gái gì? Ít nói. Nhưng mình nói là this class is very tired. It's very quiet. Là gì ạ? Ở lớp học này rất là yên tĩnh. Đấy vì lúc đấy dùng cho vật mà. Dùng cho vật thì dịch yên tĩnh, dùng cho vật. Dùng cho người thì dịch là ít nói. Còn noisy, các bạn lưu ý, noisy thì chúng ta có thể dùng cả người lẫn vật ạ. Cả người lẫn vật ạ. Người hay vật đều có chung một nghĩa đó là ồn ào. Ví dụ, chúng ta dùng là gì ạ? That boy is very noisy. Là gì ạ? Cái thằng bé đấy rất lúc nào nó cũng ồn ào. Đúng không ạ? Thế mình nói là gì ạ? This class is very noisy. Có nghĩa là gì ạ? Cái lớp học này rất là ồn ào. Đúng không ạ? Chúng ta đều dịch chung một nghĩa như thế ạ. Ok. Biết pha chưa? Như lúc chưa? Cho vào bọn nó biết sao. Rồi. Cặp số 6 ạ. Các bạn đang xem live stream thì chúng ta cố gắng tập trung nghe nhé. Tại vì không có từ ở trên đó. Bạn vẫn đang xem rất là nhiều. Nhưng mà khổ thân các bạn. Không được viết chữ, không được xem chữ như thế này. Rồi, cặp số 6 này. Heavy. Đối lập với nó sẽ là light. Vậy chúng ta nhìn vào từ heavy. Tính từ này chủ yếu dùng cho vật nha. Rất ít khi dùng cho người. Được chưa? Rất ít khi dùng cho người. Tại sao cô nói rất ít khi dùng cho người? Vì dùng cho người nó sẽ không lịch sự cho lắm. Heavy. Được chưa? Nên sau này gì ạ? Các bạn đặt câu với sau học đến phần đáp question ấy, hỏi là gì ạ? Mẹ bạn nặng bao nhiêu cân? Tuyệt đối không được dùng cái này nhá. Bởi vì sao? Cô đã ghi chú thằng này dùng cho vật chứ không dùng cho người đâu. Bảo ồn nặng, em chỉ nhớ mỗi từ cô dạy đó là gì ạ? Heavy. Thế là em đặt luôn câu heavy vào đây. Được chưa? Nếu dùng từ vật mà chỉ cho người nó rất là mất lịch sự, vì vậy nên chúng ta không nên dùng. Được chưa? Nghĩa là nặng. Nhẹ thì chúng ta sẽ có từ gì? Light. Light là nhẹ. Từ nhẹ các bạn lưu ý này, thằng này tính từ nhá, nó có nghĩa là nhẹ hoặc màu sáng. Tính từ nó có nghĩa là nhẹ hoặc là màu sáng. Đi vào. Còn danh từ ấy, danh từ
nó có nghĩa là đèn hoặc là ánh đèn. Nghĩa khác nhau đấy nha. Nó đứng ở vị trí danh từ phải dịch khác, còn nó đứng ở vị trí của tính từ phải dịch khác. Được chưa? Sau này các bạn sẽ biết dịch hết những phần đấy. Nhưng miễn là các bạn ghi đã, ghi đầy đủ đã. Sau này dùng sẽ biết. Ví dụ cô nói là gì ạ? À? Cô cầm trên tay một cái áo sơ mi và cô nói là gì ạ? À? This shirt is light. Thì bạn sẽ dịch là gì? Cái áo sơ mi này nhẹ. Nhưng nếu mà cái áo sơ mi mà đang mặc trên người của cô hoặc là trên người của một ai đó, cô bảo là oh, this shirt is light. Là gì ạ? À? Thì lúc đấy dịch là gì? Ồ, cái áo sơ mi này màu sáng. Thấy chưa? Màu sáng. Nhưng mình nói là there are many lights in this room. Dịch là gì? Đèn. Có rất nhiều đèn phòng. Lights ở đây cô sẽ dịch là gì ạ? Có số nhiều. Vậy nên là gì? Có rất nhiều đèn trong phòng này. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Very good. Xong cụm từ này. Số 6 xong ạ. Xin mời chuyển sang cặp số 7 ạ. Cặp này chúng ta cũng hay nhầm lẫn trong quá trình sử dụng rất là nhiều. Đây là những cặp từ cơ bản nhất của tiếng Anh mà chúng ta sẽ dùng để giao tiếp. Asleep and awake. Asleep and awake. Bạn đang xem live stream có nghe được không? Có viết được không ạ? Rồi, asleep. Bình thường các bạn chỉ thấy là em hay dùng từ sleep và dùng từ wake up. Đúng không? Bây giờ lại thấy cụm từ asleep và awake. Đúng không ạ? Vậy xin thưa các bạn, cụm này tính từ có nghĩa là gì? Đúng không? Biết ạ? Asleep nghĩa là gì ạ? Buồn ngủ. Buồn ngủ á? Hỏng rồi. Còn ngủ. Con biết từ buồn ngủ là gì không? Đây cô cho từ buồn ngủ ra đây nhá. Không lại bảo từ đấy buồn ngủ để chết. Sleepy. Đúng rồi. Buồn ngủ là sleepy. Còn sleep là động từ nhá. Sleep là động từ ngủ. Được chưa? Còn asleep có nghĩa là còn ngủ. Awake. Tính từ của nó có nghĩa là vẫn thức. Động từ của nó là gì biết không? Động từ có nghĩa là đánh thức. Động từ của nó là đánh thức. Tính từ có nghĩa là vẫn thức. Động từ có nghĩa là đánh thức. Chưa? Thế thì nếu như mà chúng ta vẫn nói là hỏi ví dụ ai đó vào nhà bạn hỏi bố mẹ con đâu chẳng hạn, thế bạn nói là gì ạ? Bố mẹ con ở trên giường nhưng mà họ vẫn còn thức. Được chưa? Bố mẹ con ở trên giường nhưng mà họ vẫn còn thức, bạn sẽ nói nào? Hôm sau sẽ đặt được câu luôn đấy. My parents are in the on the bed. Đúng không? Are on the bed. But they are awake. Awake. Được chưa? Đó sẽ là như thế nhá. Hôm sau sẽ học để vặt cái câu. Tới hôm nay chúng ta chỉ học bước từ vựng thôi. Bước nào tập trung bước đấy. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sang cặp số 8 ạ. Hôm nay cố gắng đi được 10 cặp nhá, để cho nó có 20 từ vựng. Ít nhất có chỗ đấy về để đọc. Hôm nay chỉ có đọc được từ vựng thôi chứ làm gì được. Được chưa? Biết được loại từ và đọc được cái nghĩa thôi đã. Hôm sau bắt đầu vào cấu trúc mới đặt câu được. Yeah. Đã hứa bạn rồi mà. Buổi thứ hai đây bạn đặt được những câu dài dài như lúc nãy cô cho bạn nhìn đấy. Chưa? Yeah. Thứ hai đã làm được rồi. Đừng có sốt ruột nhé. Yeah. Được chưa? Tiếp theo cặp số 8 chúng ta có từ là clean and dirty. Rồi, xin chào các bạn đang xem live stream. Xin chào bạn Phương Ngô Lan. Rồi, clean, các bạn lưu ý này. Clean bình thường chúng ta hay gặp với nghĩa động từ đúng không? Động từ chúng ta hay gặp nó là gì ạ? Động từ nghĩa là gì? Làm sạch. Đúng không ạ? Ví dụ clean the house là gì ạ? Làm sạch nhà. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta lại thấy nó dùng trong nghĩa tính từ. À, nó có dùng được tính từ không? Có chứ, chúng ta học rồi. Tính từ nghĩa là sạch sẽ. Tính từ nghĩa là sạch sẽ. Được chưa ạ? Được chưa? Rồi. Còn chúng ta có từ dirty.
dirty của nó là gì ạ? Bẩn, thiếu. Đúng rồi, cô Lan đang dạy online ạ. Rồi ạ, dirty tính từ nó có nghĩa là bẩn, thiếu. Được chưa ạ? Nhưng chúng ta lưu ý ạ, động từ của nó có nghĩa là làm bẩn. Dirty nó vừa là tính từ, nó vừa là động từ. Động từ có nghĩa là làm bẩn, được chưa ạ? Động từ nó làm bẩn. Sau này chúng ta học động từ A, nó dùng được động từ làm bẩn đúng không? Ví dụ như gì ạ? Con trai tôi thường xuyên làm bẩn ra nhà, đúng không? Thì bạn dùng được đó, bởi vì đây động từ nó nghĩa là bẩn mà, đúng không? My son usually dirty the house, được chưa? Bẩn ra nhà, hoặc làm bẩn ra phòng là gì ạ? Dirty the room, được chưa? Nó là động từ đấy, động từ cũng được, tính từ cũng được. Nhưng căn gì ạ? Căn nhà này bẩn thỉu quá, căn nhà này bẩn thỉu quá thì lúc đấy phải dùng tính từ đúng không? Là gì? This house is so dirty. Dirty. Cảm xúc hơn là gì ạ? This house is so dirty, đúng không? Đấy, danh kiểu như thế. 8 rồi, cặp số 9 nào. Tiếp theo đó là xinh đẹp. À, xinh đẹp sẽ dùng cụm từ gì đây? Beautiful. Chúng ta có thể dùng cụm từ là pretty hoặc là beautiful hoặc là nice, được chưa? Nice. Đó. Một trong gì? Ba từ này. Nhớ cho cô, ba từ này tính từ đều có nghĩa là đẹp, xinh đẹp. Đẹp, xinh đẹp. Nhưng để ý cho cô từ white, từ pretty. Cô viết riêng ra từ đấy ra đây nhá. Pretty này. Pretty nếu là trạng từ, bạn lưu ý nhá. Pretty nó có nghĩa là trạng từ nữa ạ. Nó bằng nghĩa với từ quite. Nếu là trạng từ nó bằng nghĩa với từ quite. Cô lấy ví dụ như sau. She is pretty, beautiful. Bạn sẽ dịch câu này là gì ạ? Cô ấy khá là xinh. Ừ. Nếu mà bạn không học, nếu bạn không học pretty trạng từ nghĩa là khá, bạn sẽ dịch là cô ta rất xinh. Bởi vì sao? Ô, thấy từ beautiful xinh rồi, lại từ pretty cũng xinh nữa. Thế là dùng hai từ xinh này có nghĩa là cô ta rất xinh. Lúc đến gặp thì là gì ạ? Chả rất xinh gì cả, đúng không? Thường thôi, đúng không ạ? Nhưng thực chất là chúng ta tự hiểu nhầm ấy chứ, đúng không ạ? Từ pretty đầu nó là vị trí của trạng ngữ, mà trạng ngữ thì phải dịch là khá. Còn từ beautiful cái dùng vị trí của tính từ thì dịch là gì ạ? Xinh, đúng không ạ? Còn ugly thì bạn biết rồi đúng không? Ugly có nghĩa là xấu xí, bạn biết từ đấy rồi, không có gì là đặc biệt cả, đúng không ạ? Chúng ta sang cặp từ số 10. Đấy, cặp từ số 10. Cặp từ này cũng hay này. Hay lắm này. Được chưa? Safe, được chưa? Safe. Danh từ thì có nghĩa là gì các bạn? Place you put money in it. Danh từ có nghĩa là nơi bạn có thể để tiền được. To keep safe, để giữ là gì ạ? To be safe là giữ an toàn, đúng không ạ? Thế thì safe ở đây danh từ nghĩa là két sắt. Còn tính từ thì có nghĩa là an toàn. Tính từ có nghĩa là an toàn, được chưa? Safe thì có nghĩa là danh từ là két sắt, tính từ là an toàn. Thế còn từ dangerous thì sao? Dangerous, lưu ý này, nếu dùng cho vật, nếu từ dangerous quay lại màn hình cho vào với quay kiểu gì bây giờ? Để cô không cầm được ạ. Cô không cầm được cái máy để mà quay. Hay để hôm sau để cô xem có cái cách nào khác không. Cô đặt cái cây, cô quay vào cái camera sau. Thì nếu chỉ nhìn màn hình thì không nhìn mặt cô. Bạn đang xem live stream không biết viết chữ như nào. Rồi. Đấy, xem live stream nó sẽ bị hạn chế ở chỗ đấy. Rồi. Dùng cho vật có nghĩa là nguy hiểm. Nhưng dùng cho người dịch như thế nào các bạn ơi? Dùng cho người có dịch nguy hiểm không? Dùng cho người dịch nguy hiểm thì chết, đúng không ạ? Ví dụ cô lấy ví dụ là gì ạ?
This dog is very dangerous. Thì con chó này rất nguy hiểm, có nghĩa là con chó này gì ạ? Hay cắn người. Con chó này hay cắn người đúng không ạ? Thế bây giờ dịch là gì ạ? She is very dangerous. Cũng dịch là cô ấy rất nguy hiểm à? Thế là cô ta cũng đi cắn người đúng không? Đúng với người là mạo hiểm. No, mạo hiểm chúng ta có từ gì? Mạo hiểm chúng ta có từ adventurous. Được chưa? Nếu mà dịch là nguy hiểm, có nghĩa là cô ta cũng là cắn người đấy, đúng không ạ? Dùng cho người sẽ dịch là nham hiểm. Ví dụ she is very dangerous, nghĩa là cô ta rất là nham hiểm, đúng không? Dịch như thế nhá. Linh học online, tí nữa cô post cho cái link nhóm để vào nhóm Zoom nhá. Vào nhóm Zoom này, vào Zoom này để học cho nó tiện này. Tí nữa cô sẽ post lại cái link Zoom cho vào cái phần livestream này. Được chưa? Phương Lan Ngô. Ok. Xong cặp số 10 chúng ta. Dạ. Dạ hai hỏi gì ạ? Em hỏi chính ạ. À, cái chỗ mà cặp số 9 ấy, cái chữ pretty, pretty với beautiful với nice á, mình dịch chung có nghĩa là xinh đẹp, là tính từ. Nhưng mà dạng từ của nó thì có nghĩa là bằng white. White ở đây ở trên mình học là nếu mà về những người là ít nói. Không không không, bạn nhìn lại cho cô hai chữ này khác nhau hoàn toàn ạ. À. Chữ ít nói là chữ y trước chữ e. Nhưng bạn nhìn thấy chữ white khá thì có nghĩa là chữ e nó sau chữ t, bạn nhìn thấy chưa? Khác nhau chỗ này, đọc cách đọc này. Từ ít nói. Từ ít nói là hai âm tiết. Đọc là quiet. Còn từ khá chỉ có một âm tiết thôi, đọc là quiet. Được chưa? Khác nhau hoàn toàn nha. Được chưa? Mà nhớ từ pretty thì nó mới vừa là tính từ vừa là danh vừa là tính từ vừa là trạng từ. Còn từ beautiful và từ nice thì nó chỉ là tính từ thôi, nhớ nha. Ok. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Ok. Đó. Hôm nay chúng ta đã được 20 tính từ rồi ạ. Yên tâm, các bạn học bao nhiêu tính từ xong về nhà sẽ hiểu hết và sẽ nhớ hết ạ. Không cần phải học từ vựng đâu. Và tất cả loại từ này sau này các bạn sẽ tự nhớ hết luôn ạ. Tự nhớ hết, cô không cần các bạn về nhà phải ôn, phải đọc, phải thế làm gì. Được chưa? Từng bước của cô một đi là giếng các bạn nhớ hết tất cả loại nghĩa và loại từ rồi. Được chưa? Thấy tuyệt vời chưa? Có phải học từ vựng không? Không một bạn nào phải học từ vựng hết. Yên tâm là như vậy. Được chưa? Cứ theo từng bước cô dẫn một sẽ tiếng Anh sẽ rất dễ. Ban đầu đi chậm chậm này thôi, trông nhìn chậm này thôi, nhưng mà gì ạ? Đến lúc các bạn thấy là gì ạ? Đến buổi thứ hai tôi đã đặt câu dài nhẵng rồi. Buổi thứ ba và thứ tư bắt đầu là đi tiến đến cái việc là gì ạ? Dài hơn nữa rồi. Được chưa? Nó sẽ đi rất nhanh. Không học mà quên nữa cô. Sao ạ? Không học rồi nó sẽ quên. Phải học không nhớ. Cứ bình tĩnh. Được chưa? Không gấp gáp, không áp lực, không ép mình. Được chưa? Học tiếng Anh nó phải thế nó mới vui. Học 3 năm rồi mà không có nhớ gì hết cô ơi. Chiều nay cô bảo lớp bảo lúc nào theo Phát bảo cô dạy hát. Bây giờ đừng có được, bây giờ đừng có nhớ, đã nhớ sao được. Bây giờ nhớ sao được? Được chưa? Mới đi bước đầu tiên nó nhớ sao được? Phải hết 5 bước. Được chưa? Ok. Ok. Rồi. Thế thì cô sẽ nhắc lớp một chút này. Thứ nhất là trước khi nhắc lớp thì cô sẽ có một cái phần này thông báo qua một chút thì những mà ở trong lớp này thì chúng ta sẽ có những bố mẹ mà có lớp có con lớp 1, 2 hay lớp 3, lớp 4 ý, mà muốn cho con học tiếng Anh thì có thể sẽ học ghép với lớp của cô đang tổ chức cho con trai cô và của con của anh trai. Thế nhưng mà lớp này không phải cô dạy ạ. Cô không dạy trẻ nhỏ bởi vì thực ra là dạy người lớn đã mệt rồi. Không còn lớp, không còn thời gian nữa. Thế nên cô cũng sẽ không dạy các bạn từ lớp 4. Từ lớp 1 đến lớp 4 là cô không dạy. Lớp 5 thì có thể theo cô được rồi. Lớp 5 có thể theo lớp này được rồi ạ. Được chưa? Thì lớp 1 đến lớp 4 thì cô, ví dụ như con cô thì cô không dạy đâu. Toàn là đi nhờ người khác dạy thôi. Thế cô mở cái lớp đấy là dành cho giáo viên nước ngoài dạy. Thì hiện tại bây giờ lớp thì cũng đã gần đủ rồi. Chỉ còn mỗi lớp thiếu được khoảng 3 bạn học sinh nữa thôi. Thì những bạn nào mà, bố mẹ nào mà có con lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 mà muốn ghép vào lớp để học ấy, lịch học sẽ là tối thứ 2 và tối thứ 6 thì liên hệ với cô nhé. Thì cái học phí thì sẽ cùng xe thôi, các bạn sẽ học cùng mà xe thôi. Con của cô cũng vẫn đóng bình thường, đóng để học giáo viên nước ngoài ạ. Là một người bạn của cô đã dạy trung tâm được 3 năm rồi, dạy rất là nhiệt tình, rất là tốt. Và cô sẽ cùng với giáo viên ấy để trợ giảng cho lớp đó. Vì vậy nên bố mẹ nào có con thì cứ gửi cho cùng học với lớp của con trai cô. Thì bởi vì thời gian hè nó đang rất là rảnh,
chẳng có cái môn gì để học cả, tất cả các lớp, các trung tâm đều nghỉ hết rồi. Nên là để cho chơi không thì cũng chán, nên là cho học một tí để cho nhớ kiến thức, không thì lại quên hết. Đó, thì đấy là cái thông báo. Thì lớp sẽ học vào thứ 2 và thứ 4 ạ. À sorry, thứ 2 và thứ 6. Thì cụ thể như nào thì nhắn tin cho cô nhé. Thì chúng ta thì nhắn tin thì cô sẽ trao đổi kỹ hơn. Rồi tiếp theo nữa cô dặn lớp về cái phần bài học ngày hôm nay. Thì buổi ngày hôm nay sẽ là buổi đầu tiên chúng ta học, tại vì chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc là chúng ta chia sẻ về phương pháp, chia sẻ về cách thức để các bạn biết chúng ta đang đi theo hình thức nào. Nếu không các bạn sẽ ngồi các bạn nghĩ là không biết là cô dạy theo phương pháp nào, cô dạy những cái từ vựng này thì bọn em học lâu rồi đầy, em trên mạng em tra đầy ra. Đúng không? Đầy ra. Thế thì bây giờ là các bạn sẽ cảm thấy ôi dễ thế này á, thế thì học làm gì? Mai em nghỉ, hiểu không ạ? Nên tất cả mọi thứ của cô dẫn các bạn đi nó đều có mục đích, nó đều có con đường hết rồi. Chứ không phải cô dạy cái này nó là một cái gì mà bạn thấy là nó dễ đâu ạ. Đều có cách thức để đến buổi sau các bạn mới biết rằng ý nghĩa của nó là gì. Được chưa ạ? Nên là các bạn đã tin thì các bạn phải đi đến cùng, được chưa ạ? Tin thì phải đi đến cùng. Và gì ạ? Cứ theo cô các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đi con đường rất ngắn, ngắn nhất có thể luôn ạ. Được chưa ạ? Nên là gì ạ? Các bạn sẽ theo đúng cái cách thức và phương pháp này, buổi sau chúng ta sẽ đi từng bước một và tiến đến quá trình giao tiếp dần. Ok? Và lưu ý về nhà các bạn cũng không cần thiết phải học từ vựng đâu ạ. Cái lớp này chưa cần phải làm gì cả. Về nhà có thích thì đọc cái này qua đi thôi, còn chưa làm gì cả. Tuần sau mới là tuần chính thức cô sẽ giao bài tập. Được chưa ạ? Ok? Tuần sau mới là học cấu trúc rồi đặt câu rồi bắt đầu mới có bài tập, còn hôm nay chưa có gì cả. Còn thứ tư chúng ta học phát âm thì chúng ta về nhà chỉ có mỗi là gì ạ? Đọc. Được chưa? Thế là xong. Nói chung là học tiếng Anh với cô dễ lắm, đơn giản. Mỗi ngày chỉ dành cho cô tập khoảng 10 đến 15 phút thôi, không cần nhiều. Được chưa ạ? Là thành công. Lớp nào cũng vậy, không lớp nào phải áp lực cả. Nhưng phải làm đúng quy trình. Ngày nào cũng dành ra tầm khoảng 10 đến 15 phút. Được chưa ạ? Nếu các bạn bỏ thì có những lớp khác thì thông thường các bạn làm được khoảng 50% bài tập thôi. 50% có nghĩa là gì ạ? 2 ngày bạn mới làm 1 ngày. Thế thôi. Thế nhưng mà gì ạ? Kết quả cũng đã rất là tốt rồi. Có lớp đến level 2, có nghĩa là các bạn hết cái level mất gốc này, đến level 2 bây giờ các bạn làm video 7-8 phút rồi ạ. Có thích xem cái nhóm đấy nó 7-8 phút không? Cho xem nhé, để có lấy động lực này. Hết mất gốc là 6 mất gốc nha. Mà lớp đấy mới học được 1 tháng level 2. Đây. Tôi học thế này đi, thi được B1 không cô? Tu, mất gốc để làm sao thi B1. Nếu mà chúng em đang thi B1 đấy cô ạ. Bình tĩnh, làm sao mà đi ngay được, kiến thức đang chưa có gì mà rồi B1 sao được. Cứ từ từ đi từng bước một. Cứ thích đốt cháy giai đoạn. Đốt làm sao được đốt. Cách học của cô nó đốt nhanh nhất rồi, được chưa? Đây cái EB2 nha, cái lớp này đây này. À sao không phải lớp này, gõ nhầm là cái lớp kia. EB2 là cái lớp mà các bạn ấy đang học đây. Đây là đến bắt đầu là học được 1 tháng của lớp 6 mất gốc, hết mất gốc đấy. Các bạn học được 1 tháng. Này đây, nhìn đây. Nhìn bạn này video 6 phút chưa? Đấy. Nhìn bạn viết bài này, nhìn thấy viết bài chưa? Đấy, nhìn cái đang viết chưa? Đấy, này, nhìn thấy viết chưa? Này, video 3 phút rưỡi này, nhìn thấy chưa? Đấy, bài tập làm liên tục. Này, đấy. Phần nghe. Này, thấy chị Thu này. Chị Thu này, bạn của chị Vui, nhìn thấy chưa? Đây, cho kéo cho nhìn nhá. 4 phút rưỡi video, nhìn thấy chưa? Mà bắt đầu lại, cô ơi em không làm video đâu, em chỉ ghi âm thôi. Cô cho em làm ghi âm em gửi lên. Cô bảo, thế cô muốn nói không? Có, làm video cô hướng dẫn đi. Các bước cô hướng dẫn hết rồi, cứ làm đi. 1-2 video đầu ngượng nghịu thôi. Thế là làm đến 2 video, 3 video. Bảo, ui cô ơi bây giờ video dễ thế, em chỉ thích làm video thôi. Này, nhìn thấy 4 phút chưa? Đấy, đấy, nhìn thấy chưa? 5 phút chưa? Ai viết đây này, đấy nhìn thấy chưa? Ấy không nói dối các bạn tí nào nhá. Này còn chị Hạnh là 50 mấy tuổi, còn ung thư các kiểu đây này, nói còn không nói được, giọng còn đang xe thé đây này. 5 phút 40 mấy này, 6 phút chưa? Xem đi cô. À? Xem á? Xem gì mất thời gian. Đây là cho xem này. Xem cái này. Cô chưa xem đâu. Chưa kịp xem. Hello everyone, my name is Charmaine. Today I have a short conversation with my best friend Chum. Cô bắt các bạn làm topic, video này tự đặt Jones. Câu hỏi tự trả lời. Mình làm cả hai vai luôn. The first question, do you like your room? Đi đi cô. House? Definitely yes, I really like my room in my house. What's the color of your room? Này vẫn nhìn next rồi. My room is pink color because I'm a girl, so I really like. Bạn này bạn đọc xong phát âm rồi, giọng bạn ấy nghe nó hay hơn. Can you describe your room? Đấy, bạn thấy giọng họng chưa? Có tí giọng họng rồi.
to be honest, my room is. Mà đây bạn nói tốt này. Bây giờ cho xem cái khác nhá. Cho. Enough. Ở đâu nhỉ? Tắt cửa đi nhỉ? Bên đây à? Cho xem của chị Thu này cái này. Đây chị này 50 mấy tuổi này. Đây bạn của chị Vui ơi. Đây. What kind of how I live. Chị này chỉ làm video bé quá. My family. Bé quá không nghe được. Chắc là quay xa quá. Quay xa quá. Đây cho xem bạn này nữa. Hi, today I'm talk about. Cũng hơi bé nhỉ? Đúng không? So you know my big city. Our house is a high-rise building. Mà để cái camera, tức là để cái phần nghe hơi xa quá. Has many spaces. There are four floors. And because of that, we are. Đấy, lớp này đến giai đoạn 2 rồi, cô là các bạn làm video rồi, video nói rồi. Từ lúc mất gốc đây ạ. Lớp này là từ lúc mất gốc đây, được chưa? Ok. Đấy, xem tạm thế rồi là biết rồi nhá. Đấy, thấy đích của mình chưa? Level 2 là các bạn đã làm được điều đó rồi đấy ạ. Các bạn ấy đang học đến giai đoạn đoạn rồi, có nghĩa là viết đoạn rồi. Viết đoạn, giao tiếp đoạn và nghe đoạn rồi. Đang đến đoạn đấy rồi. Thì bắt đầu cô cho bắt đầu làm video. Đó. Thì cứ từng bước một, chúng ta sẽ làm được điều đó. Bây giờ chưa được câu thì làm sao mà đến đoạn được, đúng không? Cứ đầu tiên thì từng bước một đã, từ đã xong đến câu đã. Được chưa? Xong câu rồi mới đến đoạn, đoạn xong đến bài. Thì từng bước một ạ. Ok. Rồi, cảm ơn cả lớp đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, xin chào. Chúng ta có thể bật tất cả chào nhau đi nào. Bye bye. Teacher, see you again. Yes, goodbye. Bye bye. Yes, bye bye. Bye bye. Yes, goodbye and good night.